chúng ta đã tham dự cái chương trình hôm qua và chúng ta cũng đang rất là mong muốn là được tìm hiểu sâu cũng như là đầy đủ về cái bộ môn về bát cực linh số cũng như là năng lượng số này. Nên là các anh chị chúng ta cũng mong muốn học buổi thứ hai đúng không ạ? Nên là em cũng đã dành thời gian để có thể chia sẻ cùng với các anh chị những cái nội dung trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm qua thì các anh chị học cái buổi thứ nhất thì các anh chị cảm thấy như thế nào ạ? Các anh chị có thể comment một vài cái cảm nhận về cái buổi ngày hôm qua ở trong khung chat để em biết được là cái mức độ tiếp nhận cũng như là cái sự cảm nhận của các anh chị về buổi học đấy như thế nào ạ? Các anh chị có cảm thấy dễ hiểu không hay là em dạy nó có bị nhanh quá, nó có khiến cho các anh chị khó hiểu không các anh chị ơi? Mọi người có thể comment giúp em một chút về cái cảm nhận của cái buổi học ngày hôm qua để bản thân em cũng sẽ điều chỉnh đúng không ạ? Làm sao để mà cái khóa học của em càng ngày sẽ càng tốt hơn và làm sao mà sẽ có nhiều người khi mà vào Zoom, kể cả là những cái người mới hoặc là kể cả các cô chú lớn tuổi hoặc là các anh chị chúng ta đang làm ở những cái lĩnh vực khác, chúng ta chưa từng nghiên cứu hay là học hỏi về một cái lĩnh vực gì liên quan đến tâm linh huyền học thì chúng ta vẫn có thể nắm bắt được. Thì cái sự góp ý cũng như là những cái thông tin mà các anh chị phản hồi lại cũng sẽ giúp cho em Thúy Hiền sẽ hoàn thiện hơn những cái khóa học về sau. Được không ạ? Vâng. Em có thấy rằng là các anh chị bảo là dễ hiểu đúng không ạ? Dễ hiểu, dễ hiểu. Vâng. Các anh chị khác thì sao ạ? Ngày hôm nay cho em hỏi một chút là có anh chị nào chúng ta là thành viên mới, lần đầu tiên chúng ta tham gia cái khóa học giải mã bí ẩn tài lộc này không ạ? Có nghĩa rằng là các anh chị không tham gia cái buổi ngày hôm qua mà tối hôm nay các anh chị lại có mặt ở trong phòng Zoom thì mọi người có thể comment tôi được không các anh chị? Có anh chị nào là thành viên mới không ạ? Ngày hôm qua chúng ta chưa chưa học mà bây hôm nay chúng ta lại tham gia vào chương trình này. À có chị Liên ạ. Có anh chị iPhone, các anh chị có thể đổi tên được không ạ? Các anh chị để tên là iPhone thì em sẽ không biết là anh chị là ai, là nam hay là nữ đúng không ạ? Một lát nữa các anh chị comment số thì có những cái số mà nam giới dùng thì sẽ được nhưng mà nữ giới dùng thì không tốt nên là em sẽ cần phải biết rằng là anh chị là ai, là nam hay là nữ thì sẽ tốt hơn trong cái quá trình chúng ta giao lưu ạ. Vâng, có mỗi hai thành viên mới là chị Liên với cả anh chị nào đó tên là iPhone đúng không các anh chị? Và ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã tìm hiểu được 1 phần 2 cái chặng hành trình của cái khóa học này rồi. Và em cũng đã luận giải cho một số những cái anh chị mà hôm qua cũng đã chuyển khoản cho em và cũng nhận được những cái phản hồi cũng khá là tích cực từ phía các anh chị. Đó, và ngày hôm nay thì em cũng rất là mong muốn là chia sẻ cái nội dung của buổi ngày thứ hai. Và trước khi bắt đầu cái nội dung của buổi ngày thứ hai này thì em cũng sẽ xin phép sẽ hướng dẫn lại cho hai cái thành viên mới, sẽ dành ra khoảng 2-3 phút để hướng dẫn lại cho thành viên mới về cái cách bắt cặp các từ trường các anh chị nhé. Nếu như anh chị nào chúng ta đã học buổi ngày hôm qua rồi thì chúng ta có thể là sẽ nghe lại cái phần này để chúng ta nắm được, để ví dụ như là các anh chị có hướng dẫn lại cho những cái người bạn bè, người thân của chúng ta thì chúng ta cũng biết cái cách hướng dẫn các anh chị nhé. Bây giờ em sẽ xin phép em chia sẻ cái màn hình ạ. Đây các anh chị, nhất là những cái anh chị mới, chúng ta sẽ nhìn vào cái phần này để em hướng dẫn chia cặp các từ trường nhé. Bây giờ các anh chị hãy comment số điện thoại của mình đi ạ. Chị Liên với cả anh chị iPhone có thể comment số điện thoại của mình để em hướng dẫn chia cặp từ trường ạ. Comment số chính chủ của mình ạ. Vâng ạ, có chị Dung này. Đây, em sẽ ưu tiên cho chị Liên, hôm nay là thành viên mới đúng không ạ? Của chị là 096 56 096 56 7 784 73 784 73. Đây, hôm nay sẽ học chủ yếu về những cái từ trường mà chị đang có trong số này luôn. À vâng, chị Loan cũng mới vào ạ. À, chị vừa nhắn tin cho em ở trên Zalo đúng không ạ? Vậy thì với một cái số điện thoại như thế này các anh chị thì chúng ta sẽ bỏ đi số 0 đầu tiên. Ngày hôm qua em đã hướng dẫn rồi đúng không ạ? Nếu như mà trong số có số 0 và số 5 thì chúng ta sẽ bỏ đi số 0 và số 5. Đây chúng ta sẽ bỏ đi số 0 này. Ở đây có số 5. Mình sẽ bỏ đi số 5. Có 0 và 5 ở bất kỳ vị trí nào thì chúng ta đều bỏ đi số 0 và số 5 các anh chị nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ ghép hai số 1 để thành một cái cặp từ trường. Ví dụ như là ghép 9 với 6 sẽ có từ trường đầu tiên là 96. Đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ ghép số 6 này với số 6 này, bỏ qua số 5 thì chúng ta sẽ được từ trường là 66. Tiếp nữa là 67. Tiếp nữa là 78. Đấy, tiếp nữa là 84 ạ. 47. Và cuối cùng là 73.
Có dễ hiểu không ạ? Cái này em nghĩ rằng là nó cũng rất là dễ hiểu, kể cả ví dụ như học sinh tiểu học mà các bạn đi học thì các bạn cũng sẽ hiểu thôi ạ. Nó không cần phải tính toán, không cần phải cộng trừ nhân chia gì giống như là thần số học đâu các anh chị. À vâng, chị Ngọc Loan nhé, em sẽ phân tích số của chị 0972 673 968. Vậy thì số này mình sẽ bỏ đi số 0 đầu tiên đúng không ạ? Sẽ có cặp đầu tiên đó là cặp 97. Cặp thứ hai đó là cặp 72. Cặp thứ ba là 26. Đó, cặp thứ ba là 67. Cặp tiếp theo là 73. Cặp tiếp theo là 39. Cặp tiếp theo là 96. Và cặp tiếp theo là 68. Các anh chị thành viên cũ ngày hôm qua chúng ta học thì các anh chị có thể vui lòng comment về bốn từ trường mà các anh chị đã học trong ngày hôm qua. Mọi người có nhớ không ạ? Các anh chị có nhớ rằng là ngày hôm qua em Hiền đã chia sẻ cho các anh chị về bốn từ trường nào? Mọi người có thể comment trong phần khung chat giúp cho em được không các anh chị? À, chị Dung cũng mới ạ. Và anh Thiêm bảo là thiên y này. Gì nữa ạ? Hôm qua chúng ta học thiên y này, học sinh khí này. Học gì nữa các anh chị? À, họa hại đúng rồi. Anh Đức Linh bảo là họa hại, còn một từ trường nữa. À, lục sát đúng rồi. Em qua chúng ta học thiên y, sinh khí, lục sát và họa hại. Vậy thì ví dụ như trong số của hai anh chị này thì chúng ta biết hôm qua chúng ta học 67 thì chị sẽ có sinh khí ở đây đúng không ạ? Còn những cái thứ khác chưa học thì chúng ta sẽ để ngày hôm nay chỉ có 47 nó nằm ở trong từ trường lục sát. Ngày hôm qua học rồi này. Đó, còn lại mấy cái này thì cũng ngày hôm nay mình sẽ học. Còn số thứ hai của chị bên này có 72 là thiên y đúng không ạ? Có 67 là sinh khí. Đó, có 39 là sinh khí. Và có 68 là thiên y. Đó, còn lại 97, 26, 73, 96 thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học đúng không các anh chị? Anh chị mới chúng ta hiểu chưa? Nghĩa là cái cách bắt cặp từ trường nó rất là dễ. Cứ có số nào có không là chúng ta sẽ bỏ không đi, ví dụ như là 1003 này thì chúng ta cũng sẽ có từ trường là 13. Được chưa? Kể cả nó có là 4 số 0, 5 số 0 thì nó vẫn là 13, hoặc là những cái số mà có không ở đuôi thì thế nào? Có những cái người người ta dùng tứ quý 4 con 0 các anh chị, có những cái người dùng đuôi là 1 2 0 0 0 0. Đó, là hết số điện thoại rồi. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ bỏ đi toàn bộ cái hàng này và chúng ta chỉ có từ trường 12 là ở phía trước thôi. Còn lại ở cái phần sau này nó không có từ trường gì hết các anh chị. Đó. Từ trường 00 các thứ này nó một lát nữa các anh chị sẽ được học nó là phục vị các anh chị ạ. Thì mình bỏ đi cũng được thì cái phần này nó sẽ là số 12. Hoặc là ví dụ như chúng ta có số là 1 5 5 7. Kể cả giữa này có bao nhiêu số 5 thì chúng ta cũng sẽ bỏ đi hết ạ. Chúng ta sẽ có từ trường nó là 17. Ví dụ như cái số mà nó có 1 5 0 5 8 đó thì chúng ta cũng sẽ bỏ đi cả 0 cả 5. Chúng ta sẽ giữ lại cái 18 này. Được chưa? Các anh chị mới chúng ta hiểu chưa các anh chị? Giải cho chị với chị Loan. Một lát nữa chị ạ. Một lát nữa chị sẽ học về các cái từ trường của năng lượng của cái số đấy chị nhé. Vâng ạ, nếu như anh chị mới hiểu rồi chúng ta có thể comment hiểu để em bắt đầu cái nội dung trong buổi tối ngày hôm nay được không các anh chị? Vâng. Và trước khi mà bắt đầu cái nội dung của các từ trường tiếp theo ấy thì vâng đúng rồi, bạn Đức Linh ạ. Cứ có số 0 và số 5 là mình sẽ bỏ cái phần 0 và 5 đi. Mình sẽ lấy cái số phía trước, số 0 với cả số 5 nó là số gì. Đó, ví dụ như là đây 15058 ở đây. Đây thì mình sẽ bỏ 5 với 0 đi, mình chỉ giữ lại cái cặp 18. Tí nữa chúng ta sẽ học 18 nó sẽ là ngũ quỷ. Bây giờ thì các anh chị chúng ta có quan tâm đến cái việc là nếu như mà chúng ta lượng giải một cái số điện thoại mà chúng ta đang dùng là số xấu thì nếu như mà mình thay đổi về cái số điện thoại đấy thì liệu nó có kết quả hay là không có kết quả? Các anh chị có quan tâm điều đấy không ạ? Hầu như ai chúng ta cũng dùng một cái số điện thoại nó có khi phải ít nhất là cũng 5, 7 năm, 10 năm, rất là nhiều đúng không ạ? Thậm chí có người dùng 20 năm. Ngày hôm qua thì em luận giải cho một cái anh ở trong phòng Zoom của chúng ta. Anh ấy ở bên Đức các anh chị và luận giải số ở Đức nhé chứ không phải là số ở Việt Nam đâu. Thì anh ấy dùng cái số tới tận hơn 20 năm rồi.
đó, một cái số nó theo suốt cả một cái chặng hành trình, nhưng mà chúng ta không thể biết được là số đó nó mang năng lượng như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì một cái điều gì đấy mà nó gắn bó với chúng ta nhiều năm rồi, thì em biết rằng là các anh chị cũng sẽ khá là tiếc nuối nếu như mà mình bảo tự nhiên mình thay đổi số điện thoại. Nhưng mà bây giờ các anh chị có quan tâm đến cái việc là à, cái số điện thoại đấy nó xấu thì nó ảnh hưởng tác động như thế nào tới cuộc đời của mình, thì các anh chị cũng đã học được ở trong phần hôm qua những cái phần phá cách, đúng không ạ? Chúng ta biết được rằng là nó tác động như thế nào. Như cái anh mà iPhone hôm qua em có luận giải cho anh sau Zoom ấy, thì anh ấy comment rất nhiệt tình trong cái chương trình đấy, và anh ấy cũng là người bán điện thoại, thì em cũng đã luận giải cho anh ấy và thấy rằng là cái tài lộc của anh ấy kiếm được, nhưng mà anh cũng mất khá là nhiều. Nó gần như là bây giờ cũng mất khá là nhiều, và thậm chí là còn có cả những khoản nợ nần bởi vì số của anh có tuyệt mệnh, nó chiêu cảm đến cái điều đấy. Đó, và em cũng muốn chia sẻ cho các anh chị về một số gọi là những cái kết quả mà của những cái người mà sau khi người ta đã thay đổi về cái năng lượng của số điện thoại, người ta có những cái sự bứt phá như thế nào, hay có những cái kết quả kỳ diệu như thế nào. Đây ạ, đây là cái kết quả của cô mà ngày hôm qua em có chia sẻ. Đây là cái phần mà tin nhắn phản hồi của khách hàng, bọn em có hàng hàng trăm, hàng nghìn những cái kết quả như thế này các anh chị. Đây, cô có nhắn tin là cô thông báo cho cháu một tin vui mà không thể tin nổi, thật là vi diệu. Cô nhận sim từ công ty về, chưa khai sim này. Trong gia đình cô đã có sự thay đổi, thế mới lạ. Năm ngoái cô có vấn đề về tài chính này. Cô nói chuyện với con gái và con gái cô trả lời là con không thể giúp được mẹ. Nhưng mà cách đây mấy hôm, ngồi và cả nhà nói về cái câu chuyện tài chính trong gia đình, cô chỉ ngồi nghe, không tham gia một câu nào. Và con gái của cô bảo rằng là mỗi tháng con sẽ biếu bố mẹ 2 triệu đó, và con trai thì bảo là tiền ăn uống chi tiêu hàng ngày con sẽ lo, mẹ chăm sóc nhà cửa cơm nước, và chồng của cô thì bớt nóng tính hơn, nghe cô nhiều hơn, đi mua đồ ăn sáng cho cô. Xong cô bảo là hạnh phúc quá cháu ạ, cô may mắn gặp được cháu và được học hỏi, cảm ơn cháu rất là nhiều. Và cô là người mà mới thay đổi cái năng lượng số này được khoảng tầm mới được hơn một tuần các anh chị, từ 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 cuối tháng 5 đó, những cái ngày mà cuối cuối tháng 5 ấy. Sau đó thì cô thêm ngày 31 tháng 5 thì cô báo thêm cho em một cái tin nữa là biết ơn công ty Kim Tâm Cát, có ai bán nhà mà được người mua nhà biếu tiền không? Mình vừa chuyển về nhà mới xong mọi việc còn ngổn ngang, rất cần tiền để làm nhiều việc. Cái nắng chói chang cần cái mái che. Mình lẩm bẩm con xin tiềm thức, con xin vũ trụ, xin ông bà trời, gọi là xin ông trời bà đất cùng chân linh gia tiên hay họ cho con xin quý nhân giúp đỡ con. Thật tâm cầu nguyện tới hơn 8 giờ thì người mua nhà cũ của mình gọi điện và nói rằng là con biếu ông bà 20 triệu. Cô bảo là ôi sung sướng biết bao, có 102, vi diệu. Sim phong thủy đã vận hành đúng nhiệm vụ của bạn ấy, biết ơn bạn ấy vô cùng, biết ơn công ty và biết ơn Thúy Hiền. Đây là những cái kết quả mà bọn em nhận được, là những cái người mà người ta mới có thay đổi gọi là trong một vài ngày thôi anh chị nhá, chứ nó không phải là nhiều. Đây, đây là một cái người mà gọi là ế lâu năm các anh chị. Hôm qua em có hỏi các anh chị là có ai mà kiểu gọi là tình duyên lận đận không, thì cái bạn này kể lại câu chuyện là bạn thân của em đổi sim một phát thì yêu ngay một cái quả anh trai 1m85, đẹp trai ngoan hiền làm mẫu, như một giấc mơ yêu chiều tình cảm quan tâm chăm sóc, đúng là kích. Đây là cái từ trường số mà bạn ấy dùng, kích tình phát, tình yêu ngọt ngào hẳn ra đó. Thì bạn ấy nói rằng là cái bạn người bạn này thì trước đấy toàn là 3721 ngày thì toàn gặp những cái người mà nó linh tinh, rất là linh tinh, bây giờ tự dưng ở đâu xuất hiện một anh chàng như trong truyện tranh. Đây là cái kết quả của cái sim mà kích cưới, kích tình duyên đấy các anh chị đó. Đây đây là kết quả của một cái sim học, cũng như là mẹ mua sim của mẹ thấy tốt, sau đó thì mua thêm cái sim trợ học cho con. Nhờ gặp em mà chị thay đổi được bao nhiêu, chưa nói đến vật chất tinh thần thoải mái hẳn ra. Con chị từ hồi xài sim học hành cũng nhàn hẳn cơ, không lo lắng, không bị áp lực nhiều như trước, được chưa ạ? Đây, không biết là do số hay gì mà dạo này em thấy hay là gặp may này, những chuyện may nhỏ nhỏ mà vui ghê. Cái bạn này là thay sim được gần 3 tháng. Đó, lúc em quyết định thay sim vì nghĩ đời không còn gì để mất nữa rồi, cũng liều thôi chứ phong thủy thì trước giờ em dùng nhiều mà càng dùng thì đời càng nát. Đó, cảm ơn chị đã giúp cho em thay chiếc sim, giờ em thấy thoải mái, bình an và có chút may mắn. Rất là nhiều đúng không ạ? Đây, có một bạn nữa thì bạn ấy bảo rằng là em đúng là khi mà thay xong thì em đúng là được sống trong một cái ngôi nhà mới này. Em đẻ thằng cún con ra mấy năm trời, vợ chồng nhìn thấy nhau cảm giác thấy rất là phiền. Và giờ thì sống lại như những cái ngày mới cưới, không phải là kiểu lãng mạn mà kiểu là có trách nhiệm tử tế, tôn trọng với nhau. Có rất nhiều cặp vợ chồng, tức là đến cái giai đoạn này là vợ chồng kiểu lục đục, thậm chí là nhìn thấy nhau là cảm thấy phiền hà các anh chị. Nhưng mà khi mà một cái người ở trong gia đình thay đổi thì sau đó tính nết của cái người kia cũng thay đổi dần theo theo cái chiều hướng tốt đẹp. Và ngày hôm nay thì em cũng gặp một cái chị ở gần chỗ nhà em ở đây,
thì chị cũng kể về câu chuyện là chồng chị thay đổi, mà tức là chị hạnh phúc đến cái mức mà mấy chục năm trời sống trong cái tiếng gọi là chửi rủa của chồng rất là nhiều, đay nghiến các thứ rất là nhiều, và chị nói rằng là chẳng qua là vì con, chị nhẫn nhịn vì con, vẫn muốn là con có đầy đủ bố mẹ nên là chị chấp nhận sống như vậy, chứ chưa bao giờ chị được một cái lời tôn trọng nào. Nhưng mà từ khi mà chị thay đổi cái này, ngày đầu tiên khi mà chị thay đổi, anh chồng anh ấy còn phản đối, anh ấy còn bảo là tin ba cái lăng nhăng vớ vẩn. Thế mà gần đây thì có người gọi đến cho anh ấy mà vẫn gọi bằng cái số cũ, thì anh ấy còn còn mắng là tại sao lại gọi số cũ, sao không gọi số mới cho vợ tôi. Chị bảo là chưa bao giờ chị nghĩ rằng là anh ấy lại thay đổi như vậy. Đó, nhiều lắm các anh chị. Đây, từ lúc chị đổi số điện thoại cảm thấy ổn hơn, nói năng thuyết phục hơn, uy tín hơn. Đó, cảm thấy không nhiều điều tiếng tự dưng xảy ra như trước, giảm dần em ạ. Cái chị này là ngày xưa dùng cái số mà bị họa hại phá cách, rất là nhiều thị phi điều tiếng, mặc dù chị chả làm gì nên cái tội cả, nhưng mà người ta cứ đồn đại về mình nó không tốt. Nên là từ khi mà dùng sim nó tránh được cái từ trường đấy thì dần dần thị phi điều tiếng nó sẽ giảm dần các anh chị. Nhiều lắm. Đây, có một cái bạn, bạn ấy bảo rằng là thật sự lúc đầu mình không tin mấy cái tâm linh này đâu, tính mình là chủ nghĩa duy vật. Em biết rằng có rất nhiều người trong của chúng ta là theo chủ nghĩa duy vật, có nghĩa rằng là sẽ phải nhìn thấy rồi mới tin, đúng không ạ? Chứ ít khi mà tin rồi mới thấy, phải là cái gì mà cầm nắm sờ được, phải là nhìn bằng mắt thường được thì nhiều khi người ta mới tin, chứ còn mấy cái mà gọi là vô hình thì người ta sẽ rất là khó. Đó, thì bạn ấy nói rằng là nhưng mà đổi sim một cái tự nhiên thay đổi tùm lum, đang thất nghiệp, bạn này là đang đợt đấy dịch bệnh các thứ, xong một thời gian là công ty cũng khó khăn và bạn ấy không có làm nữa, thì tự nhiên là có công việc mới và lương được 1.000 đô các anh chị. Đó, thời điểm này mà có một cái công việc lương 1.000 đô là cũng khá là tốt rồi, đúng không ạ? Và hai ba bạn tỏ tình đòi cưới. Trước đấy thì tình duyên cũng đang rất là lận đận, đồng nghiệp mới thì dễ thương và giúp đỡ, xong bạn ấy trêu là quá đáng sợ. Nhiều lắm các anh chị, bọn em có rất nhiều những cái kết quả như thế này. Đây, từ khi thay sim mình lại hay gặp may mắn đến như vậy, nghĩ cũng buồn cười thật. Từ trước khi thay sim không bao giờ được làm trưởng, toàn làm phó. Các cuộc bình chọn thi đua chưa bao giờ có giải, mặc dù cống hiến rất nhiều. Làm công ty 16 năm giờ được mới được chiến sĩ, thi đua xong thì được lên làm tổ trưởng. Nhiều lắm các anh chị, một lát nữa thì em sẽ chia sẻ thêm những cái kết quả cho các anh chị nhé. Nhưng mà bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta cũng mong muốn là có được những cái kết quả như vậy, thì các anh chị có thể comment tôi ở trong khung chat được không ạ? Các anh chị có thể comment tôi ở trong khung chat để em biết được là các anh chị cũng mong muốn là sẽ có những cái kết quả như thế ạ. Vâng ạ. Cảm ơn anh Phố. Cảm ơn anh Thành Trương hay là Thanh Trương ạ. Vâng, cảm ơn chị Liên. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu sang cái từ trường năng lượng tiếp theo các anh chị nhé. Nếu như các anh chị đã sẵn sàng thì có thể comment từ sẵn sàng trong phần khung chat để giúp cho em biết được không ạ? Chúng ta đã sẵn sàng để có một cái buổi tối học tràn đầy năng lượng và chúng ta sẽ thu được nhiều những cái kết quả tuyệt vời. Ngày hôm qua chúng ta học qua lục sát này, qua họa hại rồi đúng không ạ? Đây, đây là từ trường mà rất nhiều anh chị có cái từ trường này trong số. Hôm qua em nhìn trong số điện thoại các anh chị comment ở trong phòng Zoom, và những anh chị mà gửi riêng cho em sau Zoom thì rất nhiều anh chị có tuyệt mệnh ở trong số các anh chị nha. Bây giờ các anh chị có thể đối chiếu cái từ trường tuyệt mệnh này với số điện thoại của mình, hoặc là số căn cước công dân của mình, hoặc là biển số xe các anh chị nha. Biển số xe là một cái thực sự nó rất là quan trọng luôn. Nếu như các anh chị có biển số xe mà nó nhiều tuyệt mệnh, hoặc là tí nữa nhiều ngũ quỷ, thì cái xe đấy nó sẽ rất là hay bị va chạm đó, hoặc là hay có những cái sự va quệt, hoặc là những cái tai nạn đột ngột. Nên là những cái biển số mà nhiều ngũ quỷ, nhiều tuyệt mệnh thì bọn em đều phải chấn các anh chị. Hoặc là những cái ngôi nhà mà có cái biển số nó là biển của tuyệt mệnh, hay là cái số nhà nó là tuyệt mệnh hay là của ngũ quỷ cũng rất là nguy hiểm các chị, nhiều vấn đề. Kể cả lục sát ngày hôm qua cũng cũng là nhiều vấn đề nếu như số nhà của chúng ta là có số lục sát nhiều ấy cả. Nên là các anh chị sẽ đối chiếu nha, tất tần tật những cái con số gì xung quanh cuộc sống của chúng ta. Nếu như mà chúng ta có tổ 12 21, có tổ 6996, có tổ 3773 và 4884, thì chúng ta đang có từ trường tuyệt mệnh ở trong số. Và tuyệt mệnh là một từ trường hung tinh, nằm trong bốn hung tinh các anh chị. 8 từ trường thì chúng ta sẽ có 4 từ trường là cát tinh và 4 từ trường là hung tinh. Và bây giờ em sẽ chia sẻ về đặc điểm, gọi là đặc điểm đơn thuần, cái tính lý đơn thuần của cái từ trường tuyệt mệnh này. Thứ nhất là những người mà có tuyệt mệnh thì người ta rất là nhanh nhẹn, cực kỳ thông minh, nhanh nhẹn luôn các anh chị. Cái thứ hai nữa là người ta có cái sự liều lĩnh ở trong con người, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, hay là kể cả cái việc mà nó gây ra hậu quả người ta cũng dám gọi là đối mặt và chịu được cái hậu quả đấy, được không ạ? Cái tiếp nữa là người ta có được cái sự bền chí, nỗ lực. Tiếp là người ta kiếm tiền nhanh nhưng mà cũng hao đi rất là nhanh luôn. Đó, cái tiếp nữa là dễ ôm nợ, và cái tiếp nữa là dễ chiêu cảm về tai nạn giao thông.
Đấy, hôm qua có cái anh iPhone mà bán điện thoại ấy, thì từ trường tuyệt mệnh của anh ở cuối 2111 dùng tam hoa ba con một nhưng mà lại 21 ở đằng trước. Nghĩa là cái con 21 này nó đã ở năng lượng của mạnh bậc 1, năng lượng nó sẽ giảm dần từ cao xuống thấp. Năng lượng 12 21 là năng lượng cao nhất mà anh lại còn x3 cái chỗ đấy lên, nghĩa là hung họa nó sẽ tăng gấp 3. Nên là đấy, những cái đặc điểm này nó sẽ dành cho anh. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ học sang từ trường tuyệt mệnh quý cách. Mặc dù tuyệt mệnh nó là nằm trong gọi là bốn cái bộ hung tinh, nhưng mà hôm qua em đã nói với các anh chị rằng không phải trong số cứ có các tinh là tốt, không phải là cứ nhìn thấy thiên y là tốt, thiên y nó cũng sẽ có quý cách và có phá cách, được không ạ? Hay là không phải nhìn thấy hung hung tinh tuyệt mệnh mà chúng ta thấy sợ cái số đấy. Nếu như tuyệt mệnh mà dùng đúng cách thì nó có thể giàu lên một cách rất là nhanh. Nên là chúng ta đừng có nhìn cái tên từ trường mà chúng ta cảm thấy gọi là vui mừng hay là cảm thấy lo sợ các anh chị nha. Và hôm qua thì em cũng đã có thống nhất với các anh chị một cái điều, có nghĩa rằng là về cái việc mà phân tích một cái số nó thuộc quý cách hay là nó thuộc phá cách thì đó chính là một cái kiến thức nó rất là chuyên sâu. Và thậm chí có những cái người mà học qua những cái khóa chuyên sâu rồi mà kiểu trương nghiệm lý thực tế nhiều thì người ta cũng có không có phân biệt được hết các cái trường hợp nó là quý cách hay phá cách. Nên là trong Zoom của chúng ta thì anh chị vui lòng sẽ không hỏi em những cái câu là làm thế nào để biết được là quý cách hay là phá cách nha các anh chị. Các anh chị chỉ cần đối chiếu với cái đặc điểm của phần quý cách. Nếu như chúng ta có những đặc điểm đấy thì chúng ta phần lớn là chúng ta đang có cái sự quý cách ở trong từ trường đấy. Còn nếu như nó giống nhiều hơn với đặc điểm của phá cách thì cái khả năng cao hơn 90% là chúng ta có phá cách nha các anh chị nha. Thì cái từ trường tuyệt mệnh quý cách này nếu như mà chúng ta dụng đúng ấy thì có thể giàu lên nhanh nhất trong các bộ số. Nên là em rất là buồn cười là có những cái người khi mà vừa mới học tập tuệ được một hai câu xong rồi nghe cái từ tuyệt mệnh, nghe cái gì đấy nó rất là ghê gớm đúng không ạ? Tuyệt mệnh nghe như kiểu cái sự chết chóc ấy. Thế là khi mà thiết kế cho một cái số tuyệt mệnh quý cách là các anh chị dãy nảy lên không dùng. Tại sao lại thiết kế cho chị một cái số tuyệt mệnh thế này thế nọ? Nó không dùng, nhất định không chịu lấy. Đến khi mà nói mãi, có những người nói khi mà phân tích ra người ta hiểu thì người ta lấy, nhưng mà có những người là cái ý kiến của người ta rất là gọi là rất là khẳng khái, người ta không chịu lấy luôn các anh chị. Vậy thì sau đó thì sẽ phải thiết kế một cái số khác cho họ. Nhưng mà đến khi người ta gọi là hiểu sâu hơn, người ta học sâu hơn, người ta biết nhiều hơn, sau đó người ta lại tiếc bởi vì không dùng số tuyệt mệnh. Đó, nên là cái sự hiểu biết của chúng ta sẽ cần phải phải có được cái sự đầy đủ đúng không ạ? Nếu không thì cái góc nhìn nó rất là hạn hẹp thì mình bị bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Vậy và khi mà chúng ta đã thiết kế một cái số thì hãy đặt niềm tin tuyệt đối vào cái người thiết kế cho chúng ta, bởi vì chắc chắn rằng là người ta có trình độ, chắc chắn rằng là người ta có cái chuyên môn cao hơn mình rất nhiều, người ta có lý do để người ta thiết kế cái số đấy cho anh chị chứ không phải là thiết kế bừa đâu các anh chị ơi. Đó, nên là có những cái người mà sau này khi mà học lên tuyệt mệnh thấy rằng là cái từ trường này dùng đúng cách thì giàu nhanh nhất trong các bộ số, thế là lại đi mua thêm một cái số mà có tuyệt mệnh quý cách. Đó thì có phải là tự nhiên lại tốn thêm một lần tiền. Vậy thì cái từ trường này nó có thể giàu lên và nó có thể giàu lên, tức là những cái cơ hội giàu theo cái kiểu gọi là nhanh chóng và chớp nhoáng các anh chị. Nó hay không phải là cái việc mà làm giàu từ cái việc là cứ có một công việc đều đều ổn định đâu. Như thế thì có thể cũng có thể giàu nhưng mà nó sẽ rất là lâu, có khi nó phải mất mấy chục năm và phải những công việc thực sự rất tốt thì mới có thể giàu lên được, đúng không ạ? Nhưng mà cái tuyệt mệnh này này thì người ta thường hay gọi là giàu nhanh lên từ những cái cơ hội chớp nhoáng. Ví dụ như là thậm chí người ta có thể trúng xổ số này. Đó, có thể trúng xổ số mấy chục tỷ hoặc là từ những cái thương vụ làm ăn nó mang cái tính gọi là thương vụ các anh chị. Đó, hay là mang tính thời điểm nhiều hơn, ví dụ như là một cái làn sóng, những cái thời kỳ mà bất động sản lên chẳng hạn, người ta có thể đu qua một vài cái làn sóng như vậy, người ta có thể giàu lên rất nhanh luôn các anh chị. Nên là nó sẽ là những cái yếu tố giàu theo cái hướng như vậy các anh chị nhá, vô cùng dễ đại cát này, và họ thường thích những cái công việc có tính chất tương đối mạo hiểm đó, và hoặc là có tính đầu tư, ví dụ như là đầu tư về bất động sản hoặc là đầu tư chứng khoán hoặc là đầu tư cổ phiếu hay là coin các thứ crypto đấy. Nên là bao giờ có tuyệt mệnh ở trong số thì bọn em cũng sẽ cần phải hỏi là ngoài công việc chính các anh chị có đầu tư thêm mảng gì không, hoặc là có nhiều người đầu tư tức là mở rộng cái hoạt động kinh doanh của mình, mở một quán cà phê sau đó mở thêm hai ba quán, đó cũng rất là xuất rất nhiều tiền để có thể làm ra những cái thứ như vậy, được không ạ? Và cái từ trường này là một cái từ trường mà rất là khẳng khái, tính tình của họ cực kỳ gọi là chính trực luôn. Họ đã nói là làm, họ nói một là một, hai là hai, một là chơi, hai là không chơi, cực kỳ rõ ràng. Họ không có cái kiểu mà lập lờ đâu các anh chị. Nếu như cái người họa hại thì có khi hỏi ý kiến người ta phải dây dưa mất bao nhiêu lâu còn phải suy nghĩ, nhưng mà tuyệt mệnh người ta ra quyết định cực kỳ nhanh luôn. Đó, cái sự nhanh của họ nhiều khi là gọi là liều thì cũng ăn nhiều.
người ta quyết định rất nhanh. Đôi khi nếu như mà quyết định đấy mà đúng thì có thể là thắng một phi vụ lớn, nhưng mà quyết định sai thì cũng có thể là bại, gọi là bại cả gia sản luôn các anh chị đó. Và cái tiếp nữa là trong tình yêu thì cái từ trường tuyệt mệnh này, người ta yêu một cách gọi là vô cùng oanh liệt, rất oanh liệt luôn. Người ta có thể dùng, tức là dùng tất cả cái mạng sống của họ, dùng tất cả những cái gì họ có để dành cho cái người mình yêu luôn các anh chị. Nên là một người nào đó mà yêu được một cái người dùng tuyệt mệnh quý cách thì cũng sẽ rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và họ sẽ luôn tạo ra cái sự tươi mới ở trong tình yêu của mình, và nếu như yêu người này thì cũng sẽ không bao giờ kiểu kiểu cảm thấy nhàm chán đâu các anh chị. Đó là từ trường tuyệt mệnh quý cách, được không ạ? Còn đây các anh chị sẽ so sánh với cả tuyệt mệnh phá cách này. Nếu như mà tuyệt mệnh quý cách thì người ta có thể giàu lên rất nhanh, đại cát, thì cái từ trường này nếu mà phá cách thì vô cùng dễ đại phá, và họ không bao giờ có trạng thái gọi là bình bình bằng bằng đâu các anh chị. Nếu mà dùng từ trường tuyệt mệnh này lâu này, nếu mà dùng mới gọi là một vài tháng hay một vài năm thì chưa nói, nhưng mà chúng ta dùng 5 năm, 10 năm, 15 năm thì gần như nếu mà dùng tuyệt mệnh này nhiều thì sẽ không bao giờ có cái trạng thái gọi là sống gọi là lững lờ bằng bằng. Một là rất giàu, hai là rất nghèo theo kiểu phá sản luôn. Đó, nó là như vậy. Cái tiếp theo nữa là trong tình yêu thì đây là cái từ trường được mệnh danh là cân bằng cảm xúc tệ nhất trong 8 bộ số. Và đây cũng là cái từ trường mà rất là dễ để dẫn dẫn tới cái sự đổ vỡ ở trong hôn nhân đó. Và họ cũng có cái xu hướng là nhiều khi họ gọi là vươn ra bên ngoài nó nhiều hơn nha anh chị. Họ vì anh em bạn bè, vì hảo bằng hữu cũng nhiều, và nhiều khi họ không có để ý đến cái cảm xúc của những cái người thân ở xung quanh mình, cái người vợ của mình, cái người chồng của mình, những cái người con cái hay bố mẹ của mình, nên là dẫn tới cái khoảng cách giữa hai vợ chồng sẽ càng ngày càng xa cách, và tới một ngày khi mà cái giọt nước nó tràn ly thì có thể là dẫn tới đổ vỡ các anh chị nha. Nên là nếu như mà chúng ta dùng tuyệt mệnh phá cách, lục sát phá cách là từ trường mà dễ đổ vỡ hôn nhân mạnh bậc một, thì tuyệt mệnh phá cách nó cũng sẽ là cái từ trường mà nó phá hôn nhân rất nhiều, chẳng qua là đến đoạn nào thì là hai người gọi là tách nhau ra mà thôi. Đó, nếu như mà trong những cái đại vận ở trên căn cước công dân mà có những cái vận phá hôn nhân nữa thì vào những vận đấy rất là dễ xảy ra những cái sự gọi là ly hôn ly tán hoặc là ly thân các anh chị. Đó. Và cái từ trường này người ta, bởi vì cái tình yêu của người ta rất là oanh liệt, nên là nếu như mà người ta bị phản bội hay là người ta bị một cái gì đấy mà nó đau khổ trong tình yêu thì gần như là người ta sẽ nhớ cái nỗi đau đấy suốt đời các anh chị. Trong tình yêu thì người ta bảo rằng là thời gian sẽ là liều thuốc để chữa lành mọi vết thương, nhưng mà cái đấy có thể là đúng với những từ trường khác, nhưng mà riêng tuyệt mệnh thì gần như là thời gian cũng rất là khó để chữa lành. Người ta có thể ôm cái niềm đau đấy, ôm cái sự hận thù đấy suốt cả cuộc đời, và gần như rất khó để có thể buông bỏ. Cái đó cũng là một cái nguy hiểm nha các anh chị nha. Một cái điều nữa là từ trường tuyệt mệnh phá cách thì được gọi là từ trường diệt tử, đúng không ạ? Nếu như ngày hôm qua chúng ta học sinh khí, sinh khí quý cách thì được gọi là từ trường vượng tử, tốt cho con cái, thì tuyệt mệnh này phá cách thì nó sẽ rất là không có lợi cho con cái, đặc biệt là phụ nữ nếu như đang trong độ tuổi sinh đẻ mong con cầu con thì được khuyên không nên dùng từ trường tuyệt mệnh này, đặc biệt là phá cách nha các anh chị nha. Phá cách hoặc là ở đuôi thì lại càng nguy hiểm. Có anh chị nào có tuyệt mệnh trong số thì có thể comment trong khung chat được không các anh chị? Mọi người comment trong khung chat đi ạ, để em xem là có anh chị nào có tuyệt mệnh và nó là quý cách hay là phá cách, thì em sẽ một lát nữa em sẽ liếc qua cho anh chị nhé. Vâng, anh chị comment số đi ạ. Chứ ạ, anh chị comment có thì em cũng sẽ không biết được. Của anh Phố có 21 là tuyệt mệnh này, cái chỗ đấy nó cũng là phá cách nhanh nha. Tiếp một cái điều nữa, em đang nói về cái phần mà từ trường diệt tử. Thì nếu như mà phụ nữ ở trong độ tuổi sinh đẻ mà dùng tuyệt mệnh phá cách này, đặc biệt là tuyệt mệnh ở đuôi, những chị nào mà dùng đuôi 12, 21, 6, 9, 9, 6, 3, 7, 7, 3 các thứ ấy, thì sẽ rất là dễ xảy ra các trường hợp như sau. Thứ nhất là bị hiếm muộn, vô sinh có thể là nguyên phát hoặc thứ phát. Cái thứ hai nữa là rất là dễ xảy thai lưu thai đó, hoặc là sinh non. Cái tiếp theo nữa là có thể sinh con rất là khó nuôi các anh chị. Nuôi được một đứa con thực sự nó rất là khó khăn chật vật cái hồi bé đấy đó, và thậm chí có những cái người là cái tuổi thọ của con nó không có cao các anh chị. Và đến thời điểm này khi mà em nghiệm lý qua rất rất nhiều khách hàng, là những cái người bạn bè hoặc là những cái người khách hàng đến để em tư vấn, là phụ nữ mà dùng từ trường tuyệt mệnh phá cách này thì phải đến 80-90% là có vấn đề về con cái. Thậm chí có những cái người ấy, mà cái người bạn của họ giới thiệu đến em, cái người bạn đấy còn bảo là không, cái chị đấy nhìn thấy có 3 đứa con và con thì đều rất là xinh đẹp, nói chung là đều cao to khỏe mạnh, đều rất là xinh đẹp, chả có vấn đề gì về con cái. Nhưng mà đến khi luận giải xong hỏi ra thì mới biết rằng là người ta cũng bị sơ sẩy mất mấy bận
đó, hoặc là một bận hoặc là hai bận, chứ không phải là hoàn hảo giống như là người ta nghĩ đâu. Đó thì cái phần đấy nó cũng cần phải lưu ý. Thì nếu như mà các anh chị nhìn thấy hoặc là biết những cái trường hợp nào mà họ có dùng số đuôi tuyệt mệnh và họ có vấn đề về con cái, thì có thể mách cho họ và làm phước cho họ về cái trường hợp này, để người ta có thể thay đổi cái năng lượng, và bản thân họ không biết đâu các anh chị. Nếu như bản thân em không nghiên cứu về bộ môn này, em cũng không hề biết, chúng ta cứ vô tư chúng ta dùng thôi. Và có khi người ta phải đi chạy chữa rất nhiều nơi, mất rất nhiều tiền, nhưng mà không biết là cái nguyên nhân nó nằm ở đâu thì cũng không có giải quyết được vấn đề, đúng không ạ? Một cái điều nữa là từ trường tuyệt mệnh phá cách này thì nó rất ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngoài vấn đề con cái thì nó còn hay chiêu cảm cái gọi là họa huyết quang. Họa huyết quang là những cái họa khiến cho mình đổ máu mổ xẻ, phẫu thuật động dao kéo. Ví dụ như là đi ra đường xong rồi bị va quệt này, ví dụ như chơi thể thao xong rồi bị ngã gãy tay gãy chân gì đó chẳng hạn này, hoặc là những cái tự nhiên là đau chỗ này đau chỗ kia xong rồi vào viện phải cấp cứu xong phải mổ xẻ đấy các anh chị, nó là họa đổ máu, được không ạ? Họa sinh tử ấy. Nếu như mà chúng ta học họa hại hôm qua ấy, thì họ sẽ ốm theo cái kiểu giật giờ, ốm theo kiểu mà nhiều người nghĩ là ốm giả vờ, nhưng mà nó không có nặng đâu các anh chị, bệnh nó cứ dề dề kiểu đấy nhưng mà không có ảnh hưởng tới tính mạng nhiều. Nhưng mà cái họa của tuyệt mệnh, hay là một lát nữa chúng ta học tới ngũ quỷ cũng vậy, thì nó là họa sinh tử các anh chị nha. Có thể có những cái họa mà gọi là một mất một còn đấy, nó không hề đơn giản đó. Hay là nó chiêu cảm tai nạn giao thông này, những cái tai ương bất thình lình này đó, tai nạn lao động các thứ này, hoặc là các vấn đề về bệnh tim mạch này, hay là gọi là bệnh ca đấy các anh chị, hay là gan thận tiểu đường đều phải hết sức cẩn thận, cực kỳ dễ sớm có những vấn đề như vậy. Nên là nhiều khi chúng ta biết về cái năng lượng số điện thoại của chúng ta biết sớm thì đó là một cái sự may mắn các anh chị. Chứ nếu như các anh chị đợi mà nó chạy hết cái vòng vận đấy, nó lặp lại một cái vòng vận khác mà nó ứng cái năng lượng đấy vào ở trong cơ thể của mình, vào bản thân mình mà nó ứng, nói chung là nếu như mình bị hao tiền chỗ này mình có thể làm kiếm lại chỗ khác, đúng không ạ? Nhưng mà nhiều khi nó ứng về sức khỏe là có những cái không thể cứu được đâu các anh chị. Nên là nhiều khi chúng ta biết đến sớm thì nó là một cái gọi là một cái sự may mắn, và cũng có thể gọi là cái phước đức của chúng ta khi mà chúng ta biết đến sớm, được không ạ? Đấy là từ trường tuyệt mệnh các anh chị nha. Các anh chị để em liếc qua xem là anh chị nào có tuyệt mệnh này. Đây của anh Thiêm, cái số số cũ này của anh Thiêm cũng là có tuyệt mệnh phá cách này, 8402. Ngoài ra cái tuyệt mệnh phá cách thì anh còn có cái cụm 8402, 84 là tuyệt mệnh đi về 42 là ngũ quỷ. Cái cụm đấy cũng là cái cụm mà chiêu cảm riêng về bệnh ca nha, nên là không không ok đâu. Đây, chị Hoàng Vân cũng thế này, 963 này. Cũng là tuyệt mệnh đi về ngũ quỷ. Cả tuyệt mệnh về ngũ quỷ hay ngũ quỷ đi về tuyệt mệnh, đặc biệt nó chiêu cảm về vấn đề u bướu rất nhiều nha các anh chị, nên là chúng ta không dùng được đâu ạ. Chị Ngọc Lan, chị phải comment đầy đủ cả số thì em mới biết được. Còn riêng cái cụm đấy thì nó là quý cách, còn còn phải xem phía trước nó là như thế nào và phía sau nó là như nào ạ. Mình có 3 số cuối là 968 thì phải xem là cả những cái số trước. 7, 3, 3, 9, 9, 6, 6, 8. Số này cũng tương đối đẹp đấy chị Ngọc Lan ạ. Cũng đẹp đấy ạ. Hết rồi đúng không ạ? Có mỗi mấy anh chị đấy là có tuyệt mệnh thôi, còn lại các anh chị khác thì không có. Của chị Loan có tuyệt mệnh đâu ạ, của chị toàn là thiên y sinh khí diên niên đấy ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học sang diên niên này các anh chị. Thì cái từ trường diên niên là cái từ trường mà nó có bộ số là 1991 này, 7887 này, 3443 và 2662 các anh chị nha. Và diên niên nó là từ trường cát tinh. Và cái từ trường diên niên này nó sẽ gắn liền với cả cái từ khóa, đó chính là lãnh đạo hay là cái sự cường thế, được không ạ? Đặc điểm của từ này, của từ trường này, cái thứ nhất là người có trách nhiệm, rất tận tâm với cả công việc các anh chị, họ rất chỉn chu, rất chu đáo luôn. Cái thứ hai nữa là người ta hơi gia trưởng, cái tôi hơi cao, có gọi là có cái sự bảo thủ ở trong con người và có chính kiến đó. Tiếp nữa là người ta rất là cường thế. Tiếp nữa là họ có cái kỹ năng về nghề tốt hay là cái trình độ chuyên môn cao. Một cái người có diên niên ở trong số ấy, thì kể cả người ta không có làm chủ hay là không có làm lãnh đạo, nhưng mà họ làm về nghề gì thì cái chuyên môn về nghề đấy rất giỏi. Nếu như mà làm bác sĩ thì cái tay nghề của bác sĩ người ta rất giỏi. Nếu như mà làm về kỹ sư thì cái chuyên môn về kỹ sư cũng rất giỏi. Nếu như mà làm giáo viên thì cũng là giáo viên dạy giỏi, kiểu như vậy. Những người có diên niên trong số thì thường là cái trình độ chuyên môn của họ rất giỏi các anh chị nha. Và họ có kiếm được tiền, nhưng mà cái trạng thái kiếm tiền của diên niên này nó sẽ tương đối vất vả đó. Họ sẽ là thuộc cái kiểu kiếm tiền theo kiểu khổ tài, và họ là cái từ trường mà gọi là tự thân vận động, không có quý nhân phù trợ đâu các anh chị. Tiếp nữa là
ở cái câu cuối cùng nó bị sai cái chị nha, em chưa sửa, em quên chưa bảo cái bạn trợ lý bạn ấy sửa cái slide. Ở đây không phải là nữ giới không nên dùng vì quá mạnh, mà ở đây phụ nữ thì không được được khuyên là không nên dùng cái từ trường này với cấp độ quá mạnh. Cấp độ quá mạnh là như thế nào? Ví dụ như trong số của các chị phụ nữ mà dùng là 191 này, hoặc là 1919 này, hoặc là 9191, hoặc là 7887, 8778. Đó, ví dụ như hai cái năng lượng ở bậc bậc 1, bậc 2 này mà chúng ta xếp hai cặp cùng với nhau là năng lượng của nó rất là cao. Thì nếu như phụ nữ mà dùng từ trường riêng lên này quá mạnh thì sẽ gây ra cái sự cường thế ở trong gia đình. Nó sẽ là đảo ngược vị trí. Người vợ thì sẽ nắm vai trò của người chồng và người chồng sẽ nắm vai trò của người vợ. Nó gọi là âm dương sai chỗ ở trong gia đình. Và phần lớn nếu như phụ nữ dùng cái số như vậy thì phần lớn hôn nhân sẽ không hạnh phúc đâu các anh chị. Thì đấy là đặc điểm chung nha anh chị nha. Bây giờ chúng ta sẽ học về diên niên quý cách. Diên niên quý cách là cái từ trường mà nó gắn liền với cả cái từ lãnh đạo, đúng không ạ? Họ thứ nhất ý, là có xu hướng sẽ làm chủ kinh doanh. Đó, người ta có thể mở ra các cái công việc kinh doanh của mình và người ta sẽ làm người làm chủ này, làm giám đốc này. Cái thứ hai nữa là nếu như mà họ làm cho doanh nghiệp, họ không làm chủ, họ làm thuê, thì thường thường người ta cũng sẽ có vị trí từ quản lý tới lãnh đạo các anh chị. Ít khi mà họ làm nhân viên theo kiểu bình thường lắm. Họ sẽ có vị trí, có chức vụ và có quyền hạn, được chưa ạ? Và họ có cái quyền lực rất là kinh khủng. Và đây là từ trường được mệnh danh là quyền lực nhất trong 8 bộ số. Đó, thiên y thì nhiều tiền nhất trong 8 bộ số, đúng không ạ? Hay là họa hại là gọi là khẩu tài đỉnh cao nhất trong 8 bộ số. Nói chung là khi mà các anh chị học hết tất cả các từ trường này thì từ trường nào các anh chị cũng muốn dùng, từ trường nào quý cách các anh chị cũng sẽ muốn dùng đó, nên là lý do tại sao mà rất nhiều anh chị ở trong Kim Tâm Card này thì có rất nhiều sở hữu rất nhiều cái sim, mỗi sim sẽ trợ cho một một cái phần nào đấy, bởi vì một sim thì không thể nào mà có hết các từ trường được đâu các anh chị đó. Và những cái người nào mà muốn làm chủ này hay là muốn làm sếp hay muốn thăng quan tiến chức ấy, thì được khuyên là nên có diên niên ở trong cái bộ số của mình. Diên niên nó sẽ được thiết kế làm sao để nó hợp với cả thân mệnh của mình để có thể trợ tốt hơn cho cái việc làm chủ của họ, làm sếp của họ, hay là đứng đầu những cái hệ thống lớn, cáng đáng trên vai những cái trọng trách nó lớn, hàng trăm con người, hàng nghìn con người, được chưa ạ? Tiếp theo nữa là cái từ trường dành cho học hành. Ở đây có bao nhiêu các trong số các anh chị ở đây có con cái và chúng ta đang rất quan tâm về cái vấn đề học tập của con cái ạ? Các chị có thể comment ở trong khung chat là tôi ạ. Em thấy rằng là các bố mẹ thì hầu như đều dành hết tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho con cái của mình, đúng không ạ? Và các bạn nhỏ ấy thì cũng phải có những cái từ trường để nó trợ học riêng. Hôm qua em đã nói với các anh chị là không phải số nào con chúng ta cũng dùng được. Nếu như mà không biết để các cháu dùng lục sát phá cách hoặc để dùng các từ trường phá cách thì sẽ rất là nhiều vấn đề, thậm chí nó có thể gọi là trở thành những cái nỗi ám ảnh cả cái tuổi thơ của con luôn các anh chị. Và cái tuổi thơ đấy nó sẽ đeo bám các con lên đến tận khi mà các cháu trưởng thành, thậm chí có những cái người già đi cũng không bao giờ quên được những cái sự ám ảnh của tuổi thơ. Đó, ví dụ như dùng sinh khí phá cách, dùng lục sát phá cách ý là cực kỳ ảnh hưởng đến cái tiềm thức của các con. Được không ạ? Vậy thì ở đây, nếu như các anh chị muốn là con cái của mình học tập tốt, học tập trung, có được cái sự vui tươi, có được cái sự gọi là nhẹ nhàng trong học tập và thi cử may mắn ý, thì có rất nhiều từ trường, phải phải có những cái cặp từ trường dành cho cái đấy. Một trong những từ trường đấy đó chính là diên niên. Đó, diên niên sẽ giúp con cái của mình học tập trung rất là tốt, học hành có ý thức và cực kỳ yêu thích cũng như là nỗ lực, có trách nhiệm với bố mẹ và thi cử rất là may mắn. Ngày hôm trước thì khi mà tổng kết năm học các anh chị thì các bố mẹ thi nhau khoe cái kết quả của con dùng sim trợ học. Có một chị bảo rằng là con chị ngày trước là đứng thứ 151 ở trong trường, mà cả cái khóa của cái trường đấy có tức là gần như là đứng ở thứ hạng khá là best ở trong trường luôn ấy, và suốt ngày yêu đương xong rồi đánh nhau. Thế mà từ cái hồi mà dùng sim trợ học thì bạn đấy vươn lên đứng ở vị trí năm mươi mấy của trường và đứng thứ ba lớp luôn các anh chị. Đấy là một cái điều mà đến bố mẹ gọi là hết sức bất ngờ. Và từ một cái bạn mà rất là ngỗ nghịch như vậy, yêu đương như vậy, nhưng mà bây giờ lại rất tập trung học hành. Đó, thì vậy thì các anh chị gọi là sẵn sàng trả cái giá như thế nào từ một cái đứa trẻ như vậy trở thành một cái đứa trẻ như vậy, trở thành một cái đứa trẻ rất là ngoan, nghe lời bố mẹ như thế, đúng không ạ? Thì nếu như mà chúng ta được trợ bởi diên niên quý cách thì người lớn cũng sẽ có được cái sự quyền lực, có được cái sự gọi là hanh thông thuận lợi, thăng tiến trong công việc rất lớn luôn. Và trẻ con đi học thì cũng có được cái sự tập trung cao độ, học hành có ý thức và yêu thích cái việc học hành của mình. Thì đó là diên niên quý cách. Còn lại thì nếu như các anh chị có diên niên phá cách thì sẽ là một cái điều hoàn toàn khác. Cái thứ nhất là bản thân đã có diên niên thì cái năng lực của họ đều rất là tốt các anh chị nha. Thì diên niên phá cách thì họ giỏi vô cùng, nhưng mà họ không có cái sự thăng tiến trong công việc, họ không có vị trí đâu các anh chị. Đó, họ cảm thấy là mình có lực, có cái tài năng, nhưng mà không có bung được, không có được thừa nhận và không có được phát triển.
đó, cái quá trình thăng tiến nó rất là chậm, thậm chí là dậm chân tại chỗ luôn. Và nhiều khi có những cái người mà dùng diên niên phá cách xong rồi họ cảm thấy bị bất mãn anh chị. Bất mãn là bởi vì họ có năng lực, họ có khả năng, họ thậm chí có thể tham gia vào công ty, vào doanh nghiệp còn sớm hơn, có trình độ chuyên môn cao hơn, nhưng mà lại không thăng tiến bằng một cái người vào sau, vừa mới vào chân ướt chân ráo tự nhiên là thấy thăng tiến vù vù. Đó, họ cảm thấy là không được thừa nhận năng lực, họ cảm thấy rằng là chán ở trong cái công việc của họ, và thậm chí họ cảm thấy là bị bất mãn, được không ạ? Và đáng lẽ ra người ta phải làm lãnh đạo hoặc là thăng cấp nhưng mà gần như không lên nổi. Đó, đấy là trong công việc, trong sự nghiệp có cái sự trì trệ nó rất là lớn. Cái tiếp nữa là trong hôn nhân thì cái từ trường này người ta cũng rất là đau khổ ở trong hôn nhân luôn, rất là dễ đổ vỡ, dễ ly tán. Thực ra từ trường nào phá cách cũng đều phá hôn nhân hết anh chị. Bất kể từ trường nào phá cách thì đều phá về hôn nhân, đều phá về tiền tài và đều phá về sức khỏe hết. Đó. Và con cái nếu mà không biết mà chúng ta dùng diên niên nhưng mà lại là phá cách thì nó học không vào đâu anh chị, nó không có tập trung đâu, và thi cử nó hay theo cái kiểu gọi là học tài thi phận đó, tóm lại là không có được cái sự may mắn, học cũng không tài đâu nhưng mà thi thì lại càng không may mắn luôn, nên là sẽ rất dễ có vấn đề nếu như mà không biết chúng ta dùng diên niên phá cách, được không ạ? Còn về thể chất thì rất là dễ bị bệnh liên quan tới thần kinh này, thần kinh, hoặc là bởi vì cái từ trường diên niên này người ta có cái cường độ làm việc rất là cao, người ta có thể chịu đựng được áp lực công việc lớn. Hôm qua em vừa luận cho một cái bạn học cùng lớp master của em thì bạn ấy cũng bảo rằng là em dùng, tức là bạn ấy dùng diên niên nó tương đối mạnh, và bạn ấy cũng có đã ly hôn rồi, và sau đó thì bạn ấy cũng bị đau dạ dày, xong bạn bảo đúng là em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, lên đi ngủ rồi gác tay lên trán vẫn nghĩ đến tiền đấy, thì người ta dễ bị căng thẳng thần kinh này, xong rồi dẫn tới đau dạ dày này, mất ngủ, trầm cảm hoặc là suy nhược cơ thể, được chưa ạ? Và cái điều cuối cùng nữa, đây là từ trường duy nhất trong 8 bộ số kén nam nữ sử dụng. Từ trường các từ trường khác là nam hay nữ đều dùng được hết. Mức độ bao nhiêu vẫn có thể dùng được nếu như mà tiên thiên người ta đủ mạnh. Nhưng mà từ trường riêng của diên niên ý, thì phụ nữ được khuyên là không nên dùng từ trường diên niên quá mạnh. Quá mạnh là ở cái mức ví dụ như là 19, 19, 19 chẳng hạn, hoặc là hai cặp 19 hoặc hai cặp 91 hoặc là hai cặp 78, 87. Đó, chứ còn lại nếu như mà dùng một cặp thì vẫn bình thường. Bản thân em vừa mới cậu thêm một cái số có duyên nên 19 các anh chị. Tí nữa em sẽ cho các anh chị xem. Đó, vậy thì có những người mà khi mà chúng ta học về cái phần này này, chúng ta cũng nghe câu được câu mất, xong rồi nghe giống như cái kiểu mà cái chuyện cười mà đau bụng uống nhân sâm ấy. Nó mới nghe được cái câu đau bụng uống nhân sâm là lập tức đi pha nhân sâm cho người nhà uống, xong bắt đầu người nhà tắc tử, thế mới lên kiện quan, đúng không ạ? Thì quan bảo là tại sao lại kiện, thì bảo là cái quyển sách đấy nó viết như thế, nhưng mà đến khi mà dở sang cái trang sau thì có thêm cái từ là thì tắc tử, có nghĩa rằng là đau bụng uống nhân sâm thì tắc tử, nhưng mà mới nghe được mỗi đoạn đầu thì đã cho người nhà uống xong người nhà chết. Thì ở đây cũng vậy, nhiều khi các anh chị học về cái này các anh chị rất buồn cười, chúng ta học hành một cái cách gọi là mới học cũng chưa hiểu hết ngọn ngành, xong bắt đầu là chúng ta đi trình bày, chúng ta đi nói về những cái ý hiểu của chúng ta nó không không đúng, và chúng ta lại đi phản bác lại những cái người mà người ta đã làm rất là lâu, người ta có trình độ chuyên môn cao, và mình lại lấy cái chuyên môn của mình mới vừa mới học xong rồi so sánh với cả chuyên môn của các chuyên gia là nó không hợp lý các anh chị nha. Ở cái phần này cũng vậy, khi mà các chuyên gia thiết kế số cho rất nhiều người phản hồi lại, thậm chí có những người mà đã học, đã gọi là làm một thời gian cũng phản hồi lại tại sao lại thiết kế diên niên thế nọ, diên niên thế kia, người ta hoàn toàn có thể làm được, có thể dùng được. Ví dụ như là cái thân mệnh của em hoàn toàn có thể dùng được diên niên 19, 91 anh chị, nên là em muốn là em phát triển cái công việc này với cái gọi là cái cường độ lớn hơn, và thậm chí sắp tới thì em còn muốn là lan tỏa và phát triển ra cái cấp rộng hơn là ra cả quốc tế nữa, chứ không chỉ dừng lại ở Việt Nam. Và đương nhiên rằng khi mà chúng ta xác định là chúng ta dùng cái từ trường diên niên này thì nó sẽ gọi là tương đối vất vả rồi, chứ không phải nhàn hạ. Anh chị có nhìn thấy ai là những cái người giàu có mà người ta gọi là nhàn hạ không ạ? Kể cả người ta đi đánh gôn, kể cả người ta trông rất nhàn hạ, nhưng mà thực ra là người ta đang điều hành cái khối lượng công việc rất là lớn, nhưng mà người ta cũng biết cái cách giao việc, đúng không ạ? Chứ bây giờ chúng ta cứ mong muốn là chúng ta có rất nhiều tiền, chúng ta làm được rất nhiều thứ mà cả ngày chúng ta chả làm gì thì không có. Đó, nên là ở đây thì các anh chị sẽ hiểu đúng về cái thứ này. Phụ nữ thì được khuyên không nên dùng diên niên quá mạnh là ở những cường độ nó rất là cao và nó tụ tập quá nhiều, và có những cái trường hợp đặc biệt các anh chị thì bọn em vẫn phải thiết kế diên niên ở ở cái cấp độ cao các anh chị nha. Và lúc đấy thì người ta cũng sẽ cần phải cân đo đong đếm, cũng phải lựa chọn giữa cái nọ và cái kia. Ví dụ như là những cái người phụ nữ nhưng mà người ta làm những cấp bậc rất cao, có thể là chủ tịch tập đoàn chẳng hạn, người ta có điều hành doanh nghiệp cả hàng nghìn người, hay là người ta làm vị trí rất lớn ở trong các cái bộ máy gọi là điều hành của nhà nước ấy,
thì lúc đấy người ta sẽ cần phải dùng diên niên ở cấp độ rất cao để chợ, không thể nào mà dùng 2662 hay là 4334 được. Nên là trong những cái trường hợp đặc biệt là vẫn phải thiết kế phụ nữ dùng ở cái cường độ cao, và người ta nhìn biết, người ta biết những cái thứ mà người ta phải đánh đổi và người ta sẵn sàng đánh đổi cái điều đấy, thì vẫn phải có trường hợp như vậy, chứ không phải là cũng không ai được dùng ở cái cấp độ như vậy. Thì ở chỗ này các anh chị cần phải hiểu một cách gọi là thấu đáo, và có nói chuyện hay truyền đạt lại với ai thì cũng có truyền đạt gọi là thấu đáo các anh chị nhé. Bây giờ thì các anh chị comment số đi ạ. Mọi người ai có riêng miên thì có thể comment ở đây, em sẽ ngó qua cho các anh chị. Đây, số của chị Hồng từ hôm qua đến giờ chị comment của chị gần như là từ đầu đến cuối đều là phá cách chị Hồng ạ. Thấy có con quý cách nào luôn. 41 ở cuối cũng là phá cách, 74 cũng là phá cách lục sát. Chị có một cái tổ lục sát phá cách nó cực kỳ mạnh. Xong rồi đằng trước lại là ngũ quỷ đi tuyệt mệnh đi ngũ quỷ. Số đấy nó rất là nhiều vấn đề đấy chị Hồng ạ. Đây của chị Hằng Bùi ở Vĩnh Phúc, chị cũng dùng diên niên phá cách này. 07867. Xong rồi đoạn đầu cũng có họa hại phá cách, xong ngũ quỷ phá cách luôn. Cũng ít người dùng diên niên nhỉ các anh chị nhỉ? Trong số này em thấy có mấy người có diên niên thôi. À, anh Đăng Anh, của anh Đăng Anh cũng là phá cách diên niên anh ạ. 9870. Xong rồi anh có cả tuyệt mệnh phá cách, cả ngũ quỷ phá cách luôn. À, chị Ngọc Loan có diên niên nhỏ. Vâng, thì chúng ta có diên niên nhỏ hay là to nó cũng không phải là vấn đề quá lớn các anh chị. Nó còn phụ thuộc vào công việc của các anh chị là gì, phụ thuộc vào thân mệnh của các anh chị là gì. Không phải là cái nào cứ cứ lớn là tốt đâu. Nhiều khi nó lớn quá, nó quá cái sức của mình. Nó giống như là sức của chúng ta gánh được 50 cân, nhưng mà chúng ta cứ thấy rằng là người khác gánh được 100 cân, thế là mình cũng tị, mình bảo là mình cũng cần phải gánh được 100 cân, nhưng mà gánh 100 cân là nó gãy. Nó giống như kiểu đi trong bùn lầy nhưng mà lại đeo đá nặng ở trên vai thì không thể nào mà đi được anh chị. À, của con trai chị à chị Hồng? Con trai chị dùng số đấy không được, không dùng được đâu chị ạ. À, anh Thanh Tùng có một cái cụm diên niên quý cách ở đầu này. Chắc chắn rằng là anh dùng số đấy trong những năm đầu tiên thì tiền tài sự nghiệp các thứ nó lên rất là mạnh, nhưng mà sau đấy thì nó lại lại đi ra ra đi rất nhiều. Được mỗi cái đoạn đầu đẹp nhưng mà đoạn sau lại là ngũ quỷ, xong tuyệt mệnh phá cách hết. Chị Thiện Thảo là số đấy của chị dùng à chị? Số đấy của chị cũng có diên niên, nó cũng tương đối là vất vả đấy chị ạ. Diên niên đấy cũng là phá cách chị nhỉ. Một cái con ở phía trước cũng là phá cách đấy ạ. Đấy, của chị Kim Huyền, mẹ chị dùng số đấy cũng là diên niên phá cách, họa hại phá cách và lục sát phá cách luôn. Được rồi các anh chị nha, chúng ta sẽ học qua từ trường ngũ quỷ này. Ngũ quỷ là cái từ trường hung tinh tiếp theo, nằm trong bộ bốn hung tinh. À, và các anh chị cứ đối chiếu về số điện thoại, số căn cước công dân, số nhà, số xe các thứ. Nếu như chúng ta có 1881 này, có 7997 này, có 3663 hoặc là 2442 thì chúng ta đang có từ trường ngũ quỷ. Cái đặc điểm của ngũ quỷ, thứ nhất họ là người thông minh và tài hoa hơn người đó. Cái tiếp theo nữa là tính của người ta rất là đa nghi các anh chị, cực kỳ đa nghi luôn đó, rất là khó để đặt niềm tin vào người khác. Cái tiếp nữa là tính người ta thay đổi hay thay đổi thất thường, và thường thường ý, nhìn mặt của người ta thì sẽ không biết được trong tâm người ta nghĩ gì đâu các anh chị. Có những cái người mà ruột để ngoài ra, nhìn mặt họ là biết ngay là trong bụng người ta nghĩ gì. Nhưng mà người ngũ quỷ này thì đố người ta, đố người khác có thể đọc vị hay đoán được họ rất là khó, trừ khi những người mà phải có cái gọi là trình độ rất là cao hoặc là có khả năng nhìn người tốt. Đó, cái tiếp nữa là người ngũ quỷ này người ta rất là hiếu thắng. Cái tôi của người ta vô cùng cao bởi vì người ta là người thông minh tài hoa, người ta hay có cái sự tự tôn trong mình rất lớn, và người ta có cái quan điểm rằng họ là số 2 thì không ai là số 1, nên là họ cực kỳ hiếu thắng. Cái tiếp nữa là người ngũ quỷ này rất giỏi các anh chị nha, nên là người ta có khả năng kiếm tiền rất tốt. Đó, vứt ở đâu người ta cũng có thể kiếm được tiền, môi trường nào người ta cũng rất là dễ để thích nghi. Nhưng mà tiền tới nhanh thì cũng đi nhanh. Số này, cái số mà có ngũ quỷ, đặc biệt là phá cách, gần như là không có tụ tài đâu ạ. Tiền đến nhanh đi nhanh và cuộc sống nó rất là bấp bênh, rất là gọi là bất ổn định đó. Và người ta luôn luôn có cái cảm giác là không có cái sự an toàn, bởi vì cái gọi là cái sự lên xuống của cái cuộc đời của họ hay là tiền tài của họ. Đó là đặc điểm chung. Cái tiếp theo là chúng ta sẽ học về ngũ quỷ quý cách. Ngũ quỷ quý cách sẽ là người mà vô cùng thông minh và tài hoa hơn người các anh chị. Đó, một những cái người khác mà nói chuyện với người ngũ quỷ quý cách cảm thấy rất là phê, bởi vì cái gì họ cũng biết. Gọi là kiểu trên thông thiên văn dưới tường địa lý ấy.
tóm lại là người ta rất là giỏi và người ta có cái cách nói chuyện nó rất là lôi cuốn luôn. Và người ngũ quỷ này có giác quan thứ sáu vô cùng nhạy. Giác quan thứ sáu thể hiện ở cái việc là thứ nhất người ta có thể hay nằm ngủ mơ, và họ là cái người mà có cái tâm linh tương thông với cả vũ trụ tốt các anh chị nha. Họ có cái sự gọi là cái sự gọi là tin vào vào vũ trụ nó rất là lớn, và họ có cái sự tương tác ấy. Nhiều người người ta sẽ hay nằm ngủ mơ, và hoặc là cái giấc mơ của họ khác với những cái giấc mộng bình thường, thậm chí có những cái người mà được gọi là ông bà tổ tiên gia tiên tiền tổ báo mộng qua những giấc mơ. Đó, báo mộng về là phải làm cái nọ phải làm cái kia, người ta có năng lực đấy, chứ còn người thường thì có ngủ cả cả tháng cũng chả bao giờ thấy mơ cái gì đấy. Hoặc là người ta có cái linh cảm, cái trực giác vô cùng tốt, có nghĩa rằng là người ta có trực giác về cái điều gì người ta cảm thấy sắp tới nó xảy ra và sau đó nó xảy ra y như vậy luôn, thì đấy là gọi là giác quan thứ sáu. Và cái tiếp nữa ấy là người ta có khả năng nhìn người vô cùng đỉnh cao, kể cả một cái người vừa mới gặp, nhiều khi người ta chỉ cần nhìn về cái cách người ta ngồi thôi, hoặc là cái cách người ta nói, nghe họ nói vài ba câu là người ta đã có trực giác về người đấy như thế nào, là người tốt hay là người không tốt, nên chơi hay không nên chơi, và hầu như nó đều đúng như vậy. Thì đấy gọi là giác quan thứ sáu, nó thể hiện ở trên những cái khía cạnh như vậy các anh chị nha. Và cái người ngũ quỷ quý cách này họ có cái tài ứng biến vô cùng đỉnh cao, nghĩa là bất kể một cái tình huống nào là tiêu cực hay là tích cực đến, nhất là những cái tình huống tiêu cực, người ta có khả năng gọi là ứng biến, gọi là bình tĩnh này, xong rồi ứng biến với cái tình huống đấy rất là tốt luôn. Họ thậm chí có khả năng phản chuyển tình huống, nghĩa là trong những cái tình huống bất lợi đấy, người ta có khả năng gọi là xoay chuyển để có thể biến thành cái tình huống gọi là có lợi, biến nguy thành an. Đó, thì từ trường này là từ trường gọi là vô địch trong cái việc đấy. Nên là nếu như mà những người mà cái thời gian vừa rồi vận khí nó rất là xấu, mọi thứ nó đi xuống rất 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 nhiều, và họ làm những cái công việc mà có thể dùng ngũ quỷ này, thì chúng em sẽ ưu tiên thiết kế ngũ quỷ quý cách cho cái người đấy, để người ta có thể phản chuyển lại cái tình huống, cái tình trạng mà đang lao xuống dốc như vậy có thể bật lên rất nhanh. Những từ trường khác để mà bật lên được thì người ta phải mất thời gian rất nhiều, mất công sức rất nhiều, nhưng mà với ngũ quỷ thì nó được trợ lực và nó làm tốt, rất tốt điều đấy các anh chị. Đó, cái điều nữa là người ngũ quỷ này người ta có rất nhiều ý tưởng và cái sự sáng tạo vượt bậc ở trong cái con người của họ, và họ thường làm các công việc liên quan tới ý tưởng sáng tạo, ví dụ như là làm về nghệ thuật này, hoặc là làm về diễn viên này, những cái công việc gì mà nó không liên quan đến tay chân ấy, mà nó thường làm việc đầu óc và liên quan đến cái sự tưởng tượng sáng tạo ấy các anh chị. Và họ rất lười làm những công việc liên quan đến phổ thông hoặc là tay chân. Đó, ví dụ như chúng ta có chồng có con mình mà dùng ngũ quỷ bảo người ta làm việc nhà, ít khi người ta làm đó. Cứ thấy là lười chảy thây ra, cứ nằm đấy xong rồi chả làm cái gì cả đó, nhưng mà thực ra người ta rất là ghét cái việc đấy, và họ hay đi ngược lại với quy luật các anh chị, họ hay ngủ ngày cày đêm đó, họ thức rất là khuya, và họ nên là cái việc thức khuya của họ cũng hay ảnh hưởng tới tim mạch, tới huyết áp. Và từ trường này thì có tính đảo vận rất nhanh, giống như em vừa mới nói, người ta có thể biến nguy thành an, biến dữ thành lành trong một cái thời gian rất là ngắn. Nhiều người người ta không thể hiểu được là tại sao cái người đấy vừa mới phá sản mà một thời gian sau lại thấy giàu, lại thấy là làm được rất nhiều những cái cơ ngơi khác, là người ta có thể được trợ bởi ngũ quỷ này, được chưa ạ? Anh chị nào có ngũ quỷ thì có thể comment ở trong khung chat để em thử xem các anh chị là ngũ quỷ phá cách hay là quý cách. Lúc nãy em vừa xem có mấy anh chị là phá cách rồi đúng không ạ? Đây, chị Sùng Hằng, ngũ quỷ phá cách này, là một con 18 to to đùng ở đuôi. 21 18 tuyệt mệnh đi về ngũ quỷ, cái chỗ đấy là rất dễ có vấn đề về sức khỏe chị nha, cần phải cẩn trọng, cả ngũ quỷ và tuyệt mệnh đều chiêu cảm những cái điều không tốt về sức khỏe đâu ạ. Của anh Đăng Anh, đấy đằng trước là 7036 thì 36 ở đấy nó cũng là ngũ quỷ phá cách, xong anh lại dùng đuôi là 797 thần tài lớn đúng không ạ? Thần tài lớn của anh nó sẽ làm cho cuộc đời của anh lên xuống gọi là trầm bổng miết, lúc lên cao vút lúc lúc xuống mất hút. Đấy, các anh chị sẽ thấy rằng khi mà học về cái điều này chúng ta sẽ rất là không thích những cái số ví dụ như tam hoa tứ quý ở bên ngoài, hay là những cái số mà mọi người quan niệm là rất là đẹp ở bên ngoài. Cứ anh chị nào mà cứ dùng thần tài lớn 79 hoặc là dùng 79999 thử xem cuộc đời nó sẽ như thế nào. Của chị Minh Chi 918 nó cũng là ngũ quỷ phá cách đấy ạ. Vâng, chị Quyên Quyên bảo là số chồng em 90963 y chang luôn. 0963 là 96 là tuyệt mệnh đi về ngũ quỷ. Tại sao hôm nay trong Zoom này rất nhiều người dùng tuyệt mệnh về ngũ quỷ hoặc là ngũ quỷ về tuyệt mệnh? Năng lượng nó hút nhau đấy các anh chị. Chị Kim Huyền của chị cũng là ngũ quỷ phá cách này, 653036, cả cụm đấy đều là ngũ quỷ phá cách hết. Bây giờ chúng ta sẽ học về phá cách là như thế nào. Cái từ trường ngũ quỷ phá cách này
không phải họ không giỏi đâu các anh chị, đã là ngũ quỷ ở trong số thì người ta đều giỏi hết các anh chị, người ta đều có khả năng, giống như đã có thiên ly ở trong số chắc chắn khả năng kiếm tiền đều tốt và đều gọi là có khả năng kiếm tiền, nhưng mà cái vấn đề là có giữ được tiền hay không, hay là kiếm được ở cửa này xong nó lại mất ở cửa khác. Thì người ngũ quỷ này cũng vậy, người ta cực kỳ giỏi, bất đâu người ta cũng có thể sống được, bất ở cái chỗ nào người ta cũng có thể gọi là trở thành những cái người mà đứng đầu ở cái chỗ đấy, đương nhiên là nhất là với những cái công việc mà gọi là có cái tính sáng tạo ấy các anh chị. Nhưng mà cuộc đời của người ta sẽ lên voi xuống chó, biến động không ngừng. Ngũ quỷ nó sẽ gắn liền, ngũ quỷ phá cách này nó sẽ gắn liền với hai từ biến động, hay là thăng trầm, hay là biến cố đó. Nhưng mà càng biến động thì cuộc đời sẽ càng đi xuống, và cuộc sống của người ta ít khi mà có một cái giai đoạn nào đấy mà nó yên ổn theo cái kiểu lâu dài các anh chị. Và họ gần như là cái từ trường mà người ta không bao giờ ngồi yên được một chỗ. Ví dụ như là người mà gọi là sinh khí quá nhiều thì người ta hay an phận này, hoặc là người phục vị ấy, người ta thích làm những cái công việc an toàn ổn định lắm. Ví dụ như làm công chức nhà nước hoặc là làm công ăn lương, cứ sáng đi tối về xong rồi đến tháng nhận lương đều là được. Nhưng mà người ngũ quỷ này không bao giờ ngồi được theo cái kiểu như vậy. Đó, người ta rất là thích cái sự gọi là thay đổi, cái sự biến động và cái sự bay nhảy. Và người ta hay có xu hướng là nếu như mà họ là ngũ quỷ phá cách nhé, hoặc là kể cả quý cách nữa, mà nếu như bắt người ta làm công việc liên quan đến ổn định ngồi một chỗ thì người ta thường thường không yêu nghề đâu. Họ sẽ có xu hướng thứ nhất là bỏ luôn cái công việc đấy, hoặc là thứ hai là người ta có thể chân trong chân ngoài. Làm chân trong là bởi vì có khi là kinh tế yêu cầu vì cơm áo gạo tiền nên là phải làm chân đấy, hoặc là bố mẹ bắt thì phải làm thôi, chứ người ta thích làm cái công việc ở bên ngoài, những công việc có tính biến động nhiều hơn đó. Hoặc là cái ngũ quỷ phá cách này, nếu như người ta bỏ việc ra người ta làm chủ ấy, thì cái việc làm chủ người ta cũng có rất nhiều biến động. Ví dụ như là 5 tháng trước thấy người ta mở ra cửa hàng kinh doanh quần áo, tự nhiên xong rồi 3 tháng trước lại thấy là chuyển sang kinh doanh cà phê, thế xong rồi đến tháng này lại thấy là mở ra quán bún quán phở, cái kiểu như vậy. Nghĩa là cái công việc hay là cuộc sống của họ gọi là biến động không ngừng, họ thường thường là họ sẽ trải qua rất nhiều công việc kiểu như thế đó các anh chị. Đó. Và cái từ trường này hao tiền rất là nhanh các anh chị ạ, cực kỳ nhanh luôn, dễ đến nhưng mà cũng rất là dễ đi, không có tụ được tiền tài đâu ạ. Và họ là cái từ trường rất buồn cười, tính tình thì rất đa nghi luôn, cực kỳ ít khi đặt niềm tin vào người khác nhưng mà lại rất dễ bị lừa. Nghe buồn cười đúng không anh chị? Đáng lẽ là đa nghi thì sẽ không bị lừa, nhưng mà từ trường này thì lại rất đa nghi nhưng mà cực kỳ dễ bị lừa. Và cái vòng đấy nó lại là vòng lặp, nó luẩn quẩn ấy. Người ta đa nghi xong rồi người ta bị lừa, xong rồi càng bị lừa lại càng đa nghi hơn, nhưng mà càng đa nghi hơn thì lại càng bị lừa ở những cái khía cạnh khác. Đó. Hoặc là cái từ trường này này, nếu mà dùng phá cách ấy, có thể bản thân mình bị lừa mất tiền, hoặc là nhiều khi phải ôm những cái món tiền đi trả nợ cho người khác. Em gặp rất nhiều những cái trường hợp mà người ta dùng ngũ quỷ phá cách, thế xong rồi chồng người ta lô đề cờ bạc bóng bánh xong rồi báo về thì phải trả nợ mấy trăm triệu hoặc là tiền tỷ, hoặc là thậm chí con người ta chơi bời, hoặc là bố mẹ người ta có vấn đề, thế là người ta phải mang tiền tài của cải đi để có thể gọi là cứu những cái người thân ở trong gia đình, thế là bị hao tiền đấy các anh chị. Đó, nên là cái tình trạng của cái ngũ quỷ phá cách này nó rất là nguy hiểm các anh chị nha. Nó cũng gọi là lên bổng xuống trầm, lúc lên là lên rất cao vút. Các anh chị cứ tưởng tượng là cái ngũ quỷ này phá cách nó giống như kiểu sóng thần ý, lúc mà thuận lợi nó lên thì nó cũng trợ cho mình lên cao vút, nhưng mà lúc xuống thì không thể phanh được, không thể hãm được, nó xuống mất hút luôn đó. Nên là kể cả mình có tài giỏi cỡ mấy cũng không thể gọi là đỡ được về cái từ trường này nếu như mà nó làm phá cách các anh chị. Cái điều cuối cùng về sức khỏe thì từ trường ngũ quỷ nó cũng giống như là tuyệt mệnh, nó hay chiêu cảm những cái hung họa gọi là thập tử nhất sinh, hoặc là họa sát thân hoặc họa huyết quang. Đó, ví dụ như tai nạn giao thông này, hay là các vấn đề hung họa bất thình lình, ví dụ như tai biến đột quỵ này, các vấn đề về người ngũ quỷ phá cách này đặc biệt cần phải để ý về bệnh tuần hoàn máu huyết rất nhiều các anh chị nha. Mà kể cả người trẻ luôn ấy, chứ không cần phải là người lớn tuổi đâu. Các anh chị sẽ thấy rằng là ngày xưa ví dụ như vấn đề về tai biến đột quỵ hầu như là các ông già bà lão thì mới có đúng không ạ? Bây giờ thậm chí là trẻ con, thậm chí là người gọi là thiếu niên, thanh niên, đó, người gọi là trung niên đều có vấn đề đấy hết. Nên là nếu mà dùng ngũ quỷ phá cách thì nó chiêu cảm các vấn đề về máu huyết nó rất là nhiều, nên là chúng ta cần phải cẩn trọng, hoặc là bản thân mình có thì phải thay đổi đi, hoặc là người nhà chúng ta có thì cũng phải thay đổi đi trước khi mà nó có cái điều gì lớn nó đến, đúng không ạ? Giống như chúng ta biết rằng là có cái cơn bão đến thì tốt nhất là nên chạy trước bão, kể cả mình chạy nhưng mà sau đấy không có bão thì cũng được, mình đi về không có vấn đề gì, chứ mình lại cứ đứng đấy để chờ xem là thử xem nó có bão không, đúng không ạ? Đứng đấy đến khi bão nó cuốn đi lên thiên đường lại hỏi là tại sao tôi lại lên đây. Nên là nhiều khi chúng ta biết sớm, giống như là nhiều khi chúng em làm cái nghề này các anh chị, chúng em phải nói gọi là làm thế nào để khách hàng người ta, hoặc là những cái người những cái người khách hàng của mình, người ta phải gọi là phải thay đổi
Chứ người ta cứ nghĩ rằng là à, chúng em tư vấn là để người ta thay đổi, người ta mua cái sim này sim nọ, cũng không phải đâu các anh chị. Nhiều khi nhìn thấy cái vấn đề giống như các anh chị nhìn thấy cái con đường cụt các anh chị đi vào, nhưng các anh chị không biết rằng nó là đường cụt, thì các anh chị có gọi là phát cái tâm mà muốn cứu người ta không ạ? Các anh chị có muốn rằng là hay là các anh chị nghĩ là thôi kệ họ, họ đi đến đấy thì họ là đường cụt thì họ quay về. Nhiều khi nó không phải là đường cụt đâu mà nó lao xuống hố ấy. Xong rồi nó từ trên thác nó nhảy xuống, thậm chí có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Giống như là hôm trước trong rất nhiều những cái nhóm làm việc của bọn em có rất nhiều câu chuyện đau lòng anh chị, nó là câu chuyện thương tâm đau lòng luôn ý. Hôm trước có một cái chị là chị Ánh Dương, chị có chia sẻ khi mà cái người sếp của em trai của chị dùng số, thì thực ra là cũng không phải là cái mối quan hệ quen biết quá nhiều, và cũng không phải là cái người đấy người ta mong muốn là người ta lượng giải, chẳng qua là từ thông qua cái người em đấy thì biết được số của cái người sếp, và người sếp đấy dùng số có cả tuyệt mệnh phá cách, cả ngũ quỷ phá cách, thì chị có nói rằng là cái số này nó không tốt đâu, đặc biệt là vấn đề sức khỏe là vấn đề mà nó gọi là nó phá nhiều nhất. Thì mặc dù là cái anh đấy cũng trẻ tuổi anh chị nha, không phải là quá lớn tuổi đâu, nhưng mà căn bản là cũng không có cái sự gọi là cái mối quan hệ nó thân thiết ấy, thành ra là chị cũng chỉ nói như vậy với cả em trai thôi. Nhưng mà sau đấy thì anh chị biết không, một thời gian ngắn sau thì cái người sếp đấy bị đột tử, bị chết anh chị. Tức là rất nhiều những cái câu chuyện đau lòng như vậy, nên là nhiều khi bọn em tức là làm công việc này, làm nghề nhiều khi mình thực sự nhìn thấy và mình phải làm bằng mọi cách để làm sao cái người đấy người ta hiểu ra. Còn lại sau đó thì người ta có hiểu ra hay không, người ta có đón nhận hay không, thì nó còn tùy thuộc vào cái duyên hay là cái phước phần của họ nữa, chứ không phải là mình cứ muốn phát tâm là người ta sẽ nhận, đúng không ạ? Nhiều khi mà đủ duyên đủ phước thì mình sẽ đón nhận được, không các anh chị? Và ở đây có rất nhiều những anh chị đang dùng ngũ quỷ phá cách hay tuyệt mệnh phá cách, thì em có một cái lời từ trái tim của em là các anh chị nên 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 tìm hiểu sâu về cái này và nên thay đổi các anh chị nhé. Rất nhiều luôn, trong Zoom hôm nay cực kỳ nhiều đó, kể cả chị Thanh Hằng ở đây này, chị có ngũ quỷ 3650, những cái người nào mà có ngũ quỷ phá cách như thế này cần phải cẩn trọng về tim mạch tuần hoàn máu huyết rất rất nhiều luôn các anh chị. Tóm lại là mình nên thay đổi trước khi mà có cái điều gì đấy, cái biến cố hay là cái thăng trầm gì xảy ra với cả cuộc đời mình các anh chị. Cái tiếp nữa là từ trường phục vị. Vâng, các anh chị đợi em một tí để em vào lại cái Zoom, ở bên này nó bị thoát mất rồi. Cái từ trường phục vị này thì nó sẽ có các tổ số như sau các anh chị, đó là 11, 22, 33, 44, 66, 77 và 88, 99. Đó, thì cái này nó sẽ là hai số giống nhau đúng không ạ? Các anh chị sẽ thấy rằng là tại sao không có số 0 đâu, hay là tại sao không có số 5 đâu cả, sao lại không có 5 năm, sao không có 00 đúng không ạ? Hay là tại sao lúc đầu khi mà em hướng dẫn về cái việc chia cặp từ trường ấy thì lại không thấy à, lại lại thấy là bỏ đi số 0 và số 5. Thì thực ra là số 0 và số 5 nó sẽ là thuộc một cái từ trường khác các anh chị nha. Một lát nữa chúng ta sẽ học từ trường riêng của số 0 và số 5. Thì cái từ trường phục vị này nó cũng là từ trường cát tinh, và đặc điểm của từ trường này là người ta sẽ rất là giỏi chịu đựng này, có nghị lực cao hơn người, có tiềm ẩn những cái năng lực lớn và lập trường thì vô cùng vững vàng, được không ạ? Cái từ trường này cũng kiếm tiền giống như kiểu diên niên ý, rất là vất vả luôn, thuộc kiểu khổ tài, và họ thích cầm tiền và thích thu nhập ổn định, họ thích được cái sự an toàn các anh chị. Cái người phục vị này mà bảo là làm lớn hoặc là kinh doanh đi, đầu tư đi, người ta sẽ không đâu. Nếu như mà kể cả kiếm tiền xong, người ta cũng chỉ thích gửi ngân hàng, hoặc là có khi người ta còn cất ở két cho nó an toàn ấy. Chứ người ta cực kỳ không có thích mạo hiểm đâu, không có thích đầu tư các thứ đâu, thích giữ tiền theo cái kiểu như vậy đó. Và họ không, rất là ngại cái sự thay đổi, họ thường thường là sẽ sống ở trong cái vòng an toàn của họ, trừ khi mà người ta phải xảy ra một cái biến cố nào đấy bắt buộc người ta phải thay đổi. Nếu không thay đổi thì nó sẽ rất là nhiều vấn đề thì người ta mới buộc thay đổi, chứ còn để mà bảo tự nhiên người ta thay đổi là không có đâu các anh chị. Họ có cái nghị lực và cái sự kiên nhẫn tương đối cao các anh chị nha. Bây giờ chúng ta sẽ học về phục vị quý cách và phục vị phá cách. Phục vị quý cách ý, thì họ sẽ có được cái sự ẩn nhẫn vô cùng tốt. Cái sự ẩn nhẫn nó thể hiện ở cái khả năng chịu khổ. Nếu mà từ trường khác thì người ta rất là khó để chịu khổ, ví dụ như là họa hại hoặc là kể cả ngũ quỷ các thứ ý. Đó, nhưng mà từ trường này người ta lại có khả năng vừa chịu khổ này, thậm chí người ta có thể chịu nhục. Đó, rất khó để ví dụ như họa hại mà bảo người ta chịu nhục là người ta không bao giờ chịu đâu, người ta sẽ làm gọi là bù lu bà loa lên, người ta sẽ tôn trọng cái cảm xúc của người ta nhiều hơn. Thà là người ta xả ra được nhưng mà người ta không quan tâm đến cái hậu quả hoặc cái kết quả ở bên sau đâu. Nhưng mà người phục vị này nếu như mà có quý cách ý, họ có khả năng chịu nhục, họ có khả năng gọi là ẩn nhẫn để có thể làm nên những cái đại nghiệp lớn hay là những cái cơ đồ lớn, người ta có khả năng gọi là ẩn nhẫn để chờ thời cơ tốt đấy các anh chị.
Đó, có những người người ta biết rằng là à, trong những cái thời điểm này, thậm chí là 1 năm, thậm chí là 3 năm chưa phải là thời cơ, người ta vẫn cứ bình thường, người ta không hề lo lắng, không hề sốt ruột. Nhưng mà từ trường khác mà bảo chờ lâu như thế là không chờ được đâu. Thì đấy là cái đặc điểm tốt, cái đặc điểm quý cách của từ trường phục vị này. Đó, nhưng mà nếu như phục vị phá cách ý, thì sẽ cảm thấy là vô cùng khổ tài. Làm cái gì cũng khổ luôn. Họ luôn nghĩ rằng là cuộc đời mình chả bao giờ có được cái sự may mắn cả. Đó, hay là người ta rất là bảo thủ trì trệ. Nếu như mà lấy một cái anh chồng phục vị phá cách này thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là nhiều chị sẽ suốt ngày than thở là tại sao chồng mình lại bảo thủ thế, lại trì trệ thế, suốt ngày chả có ý chí phấn đấu gì cả. Đó, bởi vì anh đã dùng một cái số phục vị phá cách rồi. Về sức khỏe thì từ trường này nó sẽ chiêu cảm bệnh về tim này, bệnh về não, hay là những cái dòng bệnh về ẩn tính, hoặc là đau nhức xương khớp, hoặc là đau mỏi cổ vai gáy. Đấy là từ trường phục vị các anh chị. Đây, bây giờ chúng ta sẽ học về từ trường của con số 0 và 5. Tức là hai cái số 0 và 5 ý, nó sẽ có tính chất hoàn toàn khác với các cặp từ trường khác các anh chị nha. Cái số 0 nó sẽ có tính ẩn tàng. Ẩn tàng nó là ẩn cái gì? Ẩn tàng nó sẽ là ẩn tiền này, ẩn tình và ẩn bệnh tật. Đó. Ví dụ như chúng ta có từ trường thiên y ở trong số, chúng ta có thiên y là sẽ kiếm được tiền đúng không? Nhưng mà nếu mà các anh chị có không ở trong số, có cùng với cả thiên y thì chắc chắn tiền nong sẽ bị ẩn đi, nó sẽ hao hụt, nó bị đọng kẹt, nó bị mất mát. Đó, hay là ở trong cái câu chuyện về tình cảm cũng vậy, có thiên y mà đi cùng với cả không thì thường thường là nó sẽ có những cái mối quan hệ không tốt ở trong trong gia đạo của mình. Cái tiếp nữa là ẩn bệnh tật. Đó, thì những cái số mà có không ở trong số ấy thì thường thường nó sẽ là hay có những cái dòng bệnh gọi là bệnh ẩn tàng. Bệnh ẩn tàng là cái bệnh mà bình thường cảm thấy rất là khỏe, nghĩa là không nhìn thấy ốm đau bệnh tật gì bởi vì nó ẩn đi các triệu chứng. Ít khi mà chúng ta cảm thấy rằng là đau nhức chỗ này hay là đau mỏi chỗ kia, hoặc là nếu như có cái biểu hiện đấy nó cũng không phải là quá nặng. Nhưng mà đến khi mà nó nặng rồi, khi mà chúng ta đã cảm thấy đau ở đâu, nhức ở chỗ nào đi khám thì thường sẽ là giai đoạn muộn. Các anh chị có thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta rất nhiều trường hợp như vậy không ạ? Ở quê em cũng thế, có rất nhiều những cái cô hoặc là chú bình thường cực kỳ khỏe luôn, suốt ngày đi đánh bóng chuyền mà không có ốm đau bệnh tật gì bao giờ, tóm lại là chả bao giờ có vấn đề gì về sức khỏe, không bao giờ phải đi bệnh viện đâu. Đó, nhưng mà đùng cái tự nhiên thấy đau ở chỗ này, thấy bị cái gì đấy ở chỗ kia, đi khám là bị ca giai đoạn cuối, hoặc là thậm chí tự nhiên là tai biến hoặc là đột quỵ. Có không ạ? À? Rất nhiều. Thì cái dòng dòng số điện thoại mà có số 0 ở bên trong ấy, ngoài số 0 đầu tiên thì không nói, thì rất dễ gặp các vấn đề như vậy, ẩn tiền, ẩn tình và ẩn bệnh tật anh chị nha. Nên là đây là đều là những cái hung họa lớn mà chúng ta có thì chúng ta phải nên tránh. Được không ạ? Còn lại thì cái số 5, số 5 nó sẽ có cái tính kích phát và hiển lộ. Đó, thì nếu như mà cái số 5 này mà nó đi với cả từ trường là quý cách thì nó sẽ làm cho cái quý cách đấy nó tốt đẹp gấp đôi. Ví dụ như chúng ta kiếm được 1 tỷ thì nó x2 thành 2 tỷ. Đó. Nhưng mà nếu như mà đi với phá cách thì nó sẽ khổ gấp đôi các anh chị. Thay vì phá sản nợ 1 tỷ thì lại nợ lên 2 tỷ, kiểu kiểu như vậy đấy. Nên là số 5 này nó được khuyên là sẽ nên đi với cả những cái phần mà quý cách. Đó. Chứ nếu mà nó đi với phá cách thì nó sẽ là khổ gấp đôi các anh chị. Các anh chị đã hiểu về 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 từ trường của số 0 và 5 chưa? Nếu các anh chị hiểu thì có thể comment là hiểu ạ. À? Chị Thanh Hằng, em bị mất hết tiền. Thôi thôi chồng luôn cô ạ. À? Con của chị ạ. À? 3668. Con của chị sinh năm bao nhiêu và đang làm công việc gì ạ? À? Hay là đang đi học thì em mới biết được ạ. À? Chứ nếu chúng ta chỉ hỏi số 0 thì chúng ta sẽ không thể trả lời được là có dùng được hay không. Vâng ạ, cái này nó cũng rất là dễ hiểu đúng không các anh chị? Bây giờ các anh chị có muốn nắm được một cái từ khóa, nắm được những cái bí quyết để làm sao chúng ta chỉ cần nắm cái bí quyết đấy là chúng ta đã có thể gọi là luận giải được, chúng ta đã phân biệt được số điện thoại của mình là tốt hay là không tốt, là xấu hay là không xấu, hay là số của người thân trong gia đình của mình xấu hay là không xấu. Cái đấy là phải trình độ chuyên gia các anh chị nha. Thì mới nắm được những cái bí quyết đấy. Nhưng mà các anh chị có muốn biết không ạ? Chỉ thông qua 2 buổi học như thế này, bất kể anh chị nào ở đây, chúng ta cũng có thể trở thành một cái người mà có thể biết được số điện thoại của mình, của người thân trong gia đình của mình, hoặc là tất cả những người bạn bè của mình là mang năng lượng tốt hay là xấu. Đúng không ạ? Nhiều khi chúng ta chưa cần phải biết quá sâu là nó tốt như thế nào, nó xấu như thế nào. Nếu mà muốn biết tốt như thế nào, xấu như thế nào thì các anh chị chỉ cần nhớ về các cái phần mà em phân tích là quý cách hay phá cách ấy. Đó, thì là các anh chị sẽ biết được là à, nó xấu như thế nào và nó tốt như thế nào. Còn lại chỉ cần nắm được những cái key này là các anh chị sẽ biết được rằng là nó tốt hay nó xấu. Và các anh chị nói nó sẽ đúng nha.
nếu mà các anh chị nói xấu thì chắc chắn là nó xấu, bởi vì cái này nó là kiến thức khoa học các anh chị ạ. Đây, các anh chị có muốn đúng không ạ? Vâng, em sẽ phân tích cho các anh chị về có ba cái key chính. Có rất nhiều những cái từ khóa nhưng mà em sẽ phân tích ba cái, mà ở đây chỉ ghi hai cái thôi, một cái em sẽ nói ở bên ngoài được không ạ? Thì cái cách đầu tiên để chúng ta có thể nhận biết một cái số xấu hay đẹp, trường hợp đầu tiên chúng ta sẽ phân tích về cái cụm năng lượng cuối của số điện thoại của mình. Nếu như mà cái cụm năng lượng cuối ở đấy có thể là hai số các anh chị, có thể là ba số đó, thậm chí có thể là bốn số luôn, chứ không chỉ dừng lại ở ba đâu. Ba là cái cụm cơ bản, nhưng mà chúng ta có thể phân tích hai hoặc là ba hoặc bốn được không ạ? Thì nếu như mà chúng ta có cái cụm năng lượng ở phía cuối nó là hung tinh thì auto cái số đấy nó là số xấu. Bây giờ các anh chị cứ comment ba số cuối đi ạ, ba số cuối số điện thoại của mình, xong thì các anh chị tự xem nó là hung tinh hay cát tinh, các anh chị sẽ tự điền luôn là số mình xấu hay là đẹp ạ. Theo cái bước đầu tiên này, 269 là xấu rồi đúng không chị Thi? 69 là tuyệt mệnh này. Anh Vũ Tuấn 1600 thì biết là 16 là lục sát là xấu rồi này. Chị Huỳnh Nga 803 là xấu rồi này, là lục sát xấu này. Chị Lý Thị Dung 982, nếu mà riêng cái đuôi này thì đang là đẹp, còn phải xem cả đoạn đầu nữa. Chúng ta chỉ cần cái keyword đầu tiên này là chúng ta đã loại bỏ đi được phải mấy chục phần trăm số điện thoại xung quanh, đều là hầu như là đều là xấu phần lớn. Nếu như mà chúng ta không có biết đến bộ môn này, không có gọi là được chuyên gia thiết kế số các thứ, mà để bình thường có số thì cũng rất ít người mà có số là đuôi là cát tinh các anh chị. Đây chị Liên 473 quá xấu luôn đúng không ạ? Chị Sùng Hằng 118 là ngũ quỷ thì rất là xấu này. Chị Kim Huyền cũng thế, 83 cũng rất là xấu. Chị Ngọc Loan bảo đẹp, số của chị Ngọc Loan là được thiết kế rồi đúng không ạ? Đương nhiên được thiết kế rồi thì là đẹp rồi. Chị Thanh Hằng có số 037 cũng là xấu này. 129 của anh Văn Văn Tháo cũng là xấu này. Đó, rất nhiều số xấu đúng không các anh chị? Đấy là keyword đầu tiên, nó đã loại đi rất nhiều cái trường hợp là số xấu ở bên ngoài rồi. Cái keyword thứ hai đó chính là nếu trong dãy số của anh chị có không thì số điện thoại đấy xấu, ngoài số không đầu tiên. Được không ạ? Ngoài số không đầu tiên, trong cả dãy phía sau có không ở đâu thì đều xấu ở đấy. Và càng nhiều không thì cái sự xấu nó càng mạnh, được không ạ? Và đặc biệt có không ở đuôi thì là xấu nhất. Bao nhiêu trong số các anh chị ở đây có không ở phía sau, comment số đi ạ. Có không ở đuôi thì nó được mệnh danh gọi là tứ đại giai không, cực kỳ dễ dính vào cái gọi là tứ đại là bốn cái thứ không, được không ạ? Không tình, không tiền, không công danh sự nghiệp và không sức khỏe. Kiểu gì cũng sẽ dính vào ít nhất là một trong bốn cái đấy, nó chỉ là câu chuyện sớm hay muộn mà thôi. Em đã luận giải không biết bao nhiêu người có không ở trong số, và từ những cái người mà rất là giàu. À, chiều nay này có anh gì hôm qua ở trong Zoom, xong này nhắn tin cho em ấy bảo là cái người sếp ấy từ một người rất là giàu, xong rồi dùng cái số mà có ba con không. Cái đoạn đầu của số đấy rất đẹp luôn, đoạn đầu toàn là cát tinh, xong rồi toàn là thiên ni sinh khí thì đoạn đầu rất đẹp, nhưng mà đuôi lại là ba con không cộng với cả một con năm. Thế xong anh ấy nói là cái người này là sếp của anh, ít tuổi hơn anh nhưng mà là sếp thời kỳ ngày xưa rất giàu, nhưng mà vừa bị phá sản vỡ nợ rồi. Đó, nên là những người dùng số không ở đuôi mà kể cả bây giờ đang rất giàu hoặc là có không ở trong số ấy, bây giờ đang rất giàu cũng không thể chủ quan được đâu các anh chị ơi. Nhiều khi mình giàu nó không phải là do mình gọi là quá giỏi hay năng lực của mình quá xuất sắc đâu, mà ngủ quên ở trên chiến thắng, hay là mà tự mãn vào bản thân mình. Hung họa nó có thể đến vào bất thình lình vào bất kỳ thời gian nào mà các anh chị gọi là chủ quan nhất, được không ạ? Đấy, đầy số các anh chị có không này, một loạt luôn. Có khi phải đến 1 phần 3 phòng Zoom này là có không này. Chị Minh Chi 904 này, anh Thành Trương 260 này, đấy 908 của chị Huyền Thanh này. Ui giời, anh Thanh Tùng, số của anh Thanh Tùng đấy nó giống như là cái số của cái bạn sếp vừa xong ấy. Đoạn đầu rất đẹp, cái đoạn đầu 913 của anh rất đẹp, nhưng mà toàn bộ đoạn đuôi thì lại bị phá hết, xong rồi về không ở đuôi là mọi thứ nó sẽ về mo hết ấy. Chẳng qua là nó ở giai đoạn nào thôi ạ. 709 của chị Thanh Hằng này, 902 chị Huyền Thanh, nhiều lắm đúng không các anh chị? Anh chị nhìn thấy là thêm một cái keyword này nữa thì có khi phải đến là 60-70% số điện thoại trong xã hội ở tại Việt Nam là bị hai cái này rồi, được không ạ? Nên là hầu như nếu mà chúng ta không có biết đến bộ môn này thì phải đến bọn em luận giải các anh chị, tỷ lệ số đẹp nó là như thế này. Nhiều khi phải đến 100-200 khách hàng thì mới có được một người là có số gọi là ở cái mức tương đối đẹp, chứ còn chưa nói đến cái đẹp xuất sắc đâu các anh chị nha, tương đối đẹp. Và trong gọi là vài 3% đấy thì những cái người mà có số đẹp ấy thì cũng là những người mà
có thể rằng là người ta đã được tư vấn, đã được một cái người nào đấy có hiểu biết sơ sơ về cái này, người ta tư vấn cho từ lâu rồi. Còn lại một cái người mà hữu duyên tự mua được thì cái số đấy nó phải gọi là như kim cương ý, nó rất hiếm luôn. Nên là hầu như mọi người đều dùng số có vấn đề hết anh chị. Ui giời, anh bạn Vũ Tuấn lại dùng một cái số có cả 1600, hai con không ở đuôi. Số càng nhiều không thì cũng rất là dễ gặp hung họa lớn về sức khỏe anh chị nha, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến gọi là động dao kéo mổ xẻ phẫu thuật. Đấy, chị Trần Minh, anh trai chị dùng số đấy thì phải bảo với cả anh ngay, đúng không ạ? Không ở đầu, không ở giữa, không ở đuôi luôn. Đấy là cái keyword số 2 các anh chị. Cái tiếp nữa, keyword số 3, đó chính là nếu như trong số của anh chị có từ hai con hung tinh trở lên đứng cạnh nhau thì nó cũng sẽ là số xấu, được không ạ? Hai con hung tinh đứng cạnh nhau mà hung tinh càng mạnh thì nó lại càng xấu nhiều. Ví dụ như là đâu, để em xem nào, ví dụ như số của chị Trần Minh này, số anh trai của chị 237 thì 23 là họa hại, xong 37 là tuyệt mệnh. Họa hại tuyệt mệnh là hai hung tinh đứng cạnh nhau thì nó là số xấu anh chị nhé. Sáu ra công việc trì trệ. Vâng, cái số đấy của anh thì lại nhiều nhiều duyên niên quá. Đây, chị Hằng Bùi 8118, hai con ngũ quỷ đứng ở cuối, đúng không ạ? Ui giời, số đấy thì rất giỏi nhưng mà lại rất dễ lên xuống. Đây, giống như chị Thơm 7177 là hai con họa hại đứng cuối, cũng là hai hung tinh đứng cạnh nhau này. Xong anh Phố Trần 2512 thì nó là 21 tuyệt mệnh, đi về 12 cũng là tuyệt mệnh, cũng là hai hung tinh đứng cạnh nhau này. Nó có rất nhiều keyword khác nhưng mà đây là những cái cơ bản nhất anh chị. Nhiều lắm. Đây, giống như chị Thanh Hằng 989 thì cũng là 98 họa hại đứng cạnh. 89 cũng là họa hại, cũng là xấu, đúng không ạ? Đây, đúng, chị Hằng Bùi bảo là lên cao giờ xuống không đáy, đúng rồi. Cái số đấy, nếu mà dùng số đấy thì không thể tránh khỏi được cái điều đấy. Chẳng qua là nó lên cao đến cỡ nào và nó xuống đáy đến cỡ nào thôi. Chị Thơm, số của chồng chị cũng là xấu đấy chị, 36 nó là ngũ quỷ, xong rồi 603 ở cuối nó cũng là ngũ quỷ. Đấy, chắc là sau Zoom này em cũng phải thiền để lấy năng lượng rất nhiều, bởi vì không hiểu gì, không hiểu kiểu gì trong phòng Zoom này hôm nay rất nhiều ngũ quỷ và tuyệt mệnh luôn anh chị, cực kỳ nhiều. Chắc là năng lượng của anh chị hút nhau, đúng không ạ? Đó, thì các anh chị thông qua ba cái yếu tố này thì các anh chị đang có số xấu hay đẹp có thể comment ạ. Trừ những người mà đã được chuyên gia thiết kế số thì auto đẹp thì không nói, các anh chị đấy thì sẽ không comment các anh chị nha. Còn lại những cái anh chị khác ấy, số mà từ xưa đến giờ chúng ta dùng ấy, xấu hay đẹp các anh chị hãy comment ở đây. Nếu mà số xấu thì chúng ta comment là xấu, nếu đẹp là chúng ta comment đẹp. Em nghĩ rằng là có ba đặc điểm này thì phải đến hơn 90% dân số của Việt Nam luôn. Chồng cô toán xấu đúng không ạ? Quá xấu, không phải xấu bình thường cô ạ. Đấy, các anh chị chỉ cần nhìn vào Zoom thôi là các anh chị sẽ biết được cái tỷ lệ như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta đang có 73 người, trừ những cái người mà đã là học viên của em được thiết kế số rồi thì người ta không comment, còn lại nhất là những anh chị mới. Chị Hằng Bùi bảo là không đẹp lắm. Số này không phải là không đẹp lắm đâu mà nó cũng là quá xấu đấy chị ạ. Cả cái cụm đằng trước của chị đều là phá cách hết, mà năng lượng đều là mạnh hết, 9889, 9507. Số của chị chỉ đẹp được mỗi cái đuôi là 867, còn lại đến cái con 78 ở phía trước là đều xấu hết. Nó phải xấu đến 5 phần 6 của số rồi. Thì nó không nói không đẹp là nói giảm nói tránh nhé. Vâng, chị Quyên Quyên bảo là em xấu quá phải không? Đúng không? Các anh chị cứ nhìn thấy ba cái đặc điểm này mình có là đều xấu rồi. Một trong ba cái là xấu các anh chị nha, chứ không phải là cần phải có đủ ba cái mới xấu đâu. Dính vào bất kỳ một cái nào trong ba cái này đều là xấu hết, được không ạ? Đây, thêm một cái lưu ý nữa mà em muốn các anh chị cần phải nắm được cái điều này. Cái thứ nhất ý, là trong dãy số điện thoại không phải cứ có casting là tốt và không phải cứ có hung tinh là xấu. Giống như em nói rằng là thiết kế như thế nào thì các chuyên gia sẽ phải tính toán rất là cẩn thận. Đó, nếu mà casting mà đứng ở vị trí gọi là phá cách thì cũng là xấu. Hung tinh mà đứng ở vị trí quý cách thì nó cũng là tốt. Và kết cấu nó tốt hay xấu thì sẽ phụ thuộc vào vị trí của cái cặp số đó và cái kết cấu năng lượng chuyển hóa của cả cái dãy đó, 6 số đấy nó phải hài hòa và nó phải tương thích với cái năng lượng của gia chủ. Được không ạ? Và cái việc mà thiết kế ra một cái sim phong thủy theo đúng cái kết cấu lõi sim và năng lượng chuyển hóa
để có thể cải vận, đó chính là bí quyết mật truyền và độc quyền thuộc công ty Kim Tâm Cát. Giống như ngày hôm qua em có chia sẻ thì cái bộ môn về năng lượng số này cũng đã được công ty Kim Tâm Cát mua bản quyền, cũng như là đã được gọi là cục sở hữu trí tuệ cấp bằng rồi đó. Và ở trong cái kho số của Kim Tâm Cát ấy, thì cái đầu vào đã được các lão sư rất là nhiều năm kinh nghiệm và rất là giỏi trong cái bộ môn này, người ta đã lọc đầu vào. Và tất cả những cái sim của Kim Tâm Cát thì đều có cái kết cấu về lõi sim, nó là cái công thức mật truyền, và tất cả những cái sim này đều đã được hoạt hóa năng lượng với tần số rất cao các anh chị nha. Nên là em biết rằng là có nhiều người khi mà chúng ta học xong, sau đó chúng ta biết được một vài những cái từ tập tuệ hoặc là một vài cái từ trường, sau đó các anh chị đi mua một số những cái sim ở bên ngoài, cái điều đấy thì cũng không thể tránh khỏi. Nhưng mà nhiều khi các anh chị chỉ biết một mà không có biết 10. Chúng ta chỉ tính về cái lợi trước mắt là à, chúng ta mua cái sim ở bên ngoài có mỗi một vài trăm nghìn, thì chúng ta nhìn thấy là cái lợi là chúng ta không cần phải bỏ ra cái số tiền lớn. Nhưng mà các anh chị có biết rằng ý, là cái việc mà dùng một cái sim nó không giống như cái việc là các anh chị mua một bộ quần áo, chúng ta mặc không có đẹp thì nó cũng chỉ ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ của chúng ta, nó không ảnh hưởng tới cuộc đời quá nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà một cái sim mà nó theo các anh chị dùng 3 năm, 5 năm, 10 năm, nó sẽ hình thành cái vận mệnh của cả cuộc đời của các anh chị luôn. Nên là chúng ta đừng có đùa với cái vận mệnh của mình. Và với bất kỳ những cái sản phẩm nào nó mang tính gọi là đặc thù như vậy, thì chúng ta hãy gọi là tin tưởng và hãy dựa vào những cái người chuyên gia. Giống như là chúng ta chả học bằng bác sĩ gì, xong rồi có ốm đau bệnh tật các thứ, chúng ta cứ thích ở nhà chữa bệnh, đúng không ạ? Đó, thì đương nhiên sẽ có nhiều những cái phương pháp chữa bệnh khác nhau, nhưng mà bao giờ cái người mà học về cái phương pháp đấy, kể cả các anh chị theo đông y hay theo tây y, hoặc là theo những cái phương pháp chữa lành tự nhiên, đúng không ạ? Những cái đấy hoàn toàn chúng ta có thể học được, nhưng mà làm sao mà chúng ta có thể học được trong một cái thời gian gọi là vừa mới tập tuệ được. Lúc mà mới tập tuệ không ai có thể hiểu sâu hiểu rộng về tất cả những cái thứ đấy. Nên là những cái gì liên quan tới gọi là sức khỏe, liên quan tới tính mạng, liên quan tới vận mệnh của mình, thì một cái lời khuyên chân thành của em là chúng ta không có nên đùa và cũng không có nên gọi là tự ý làm những cái điều đấy. Nếu như các anh chị mua cái quần, cái áo hay là cái bàn, cái ghế các thứ ấy, thì các anh chị mua cái nào cũng được. Nhưng mà đã có rất nhiều những cái trường hợp mà khi mà học xong một vài cái, xong rồi dùng một cái số nào đấy tự đi mua, xong rồi ghép các cái từ trường. Nhiều khi chúng ta chỉ mới biết được một phần thôi, nhưng mà lại không có gọi là hiểu sâu biết rộng hết, thì nhiều khi nó chỉ sai lệch một cái con số thôi, nó đã là một cái sự chuyển hóa các từ trường nó khác nhau rồi các anh chị. Nên là chúng ta không thể biết được thân mệnh của các anh chị như thế nào. Đến gọi là trình độ cao như bọn em, mà hôm trước em vừa mới viết một cái bài ở trên Facebook với cả trên Zalo là cái câu chuyện tâm sự đêm khuya, bởi vì hôm đấy thì em thiết kế sim cho mọi người đến cái lúc rất là khuya, và có những cái trường hợp là cảm thấy nhiều khi nó là bất lực các anh chị. Cả cái kho số hàng nghìn số như vậy, nhưng mà tìm hàng trăm số vẫn chưa được một cái số nào nó hợp với cả cái người đấy. Nên là bọn em cảm thấy rằng là nhiều khi cái việc đấy nó là một cái trọng trách, nó rất là cao cả luôn. Và các anh chị đừng có nghĩ rằng là cái việc thiết kế số đấy nó đơn giản, nó hao tổn về cái chất xám, về cái trí não, về cái năng lượng nó rất là lớn. Nên là cái việc đấy nó khi mà các anh chị được nhận một cái sim nào đấy do các chuyên gia thiết kế, thì các anh chị sẽ cần phải cảm thấy thứ nhất là may mắn, cái thứ hai nữa là cái sự trân trọng gọi là cái công sức ở trong đấy. Nó giống như cái câu chuyện bây giờ các anh chị muốn mua sim trợ học cho con ý, không phải các anh chị cứ có tiền là mua được đâu. Ở những cái sản phẩm khác bên ngoài các anh chị có tiền, các anh chị có thể mua được rất nhiều. Nhưng mà em nói thật một cái điều ý, là riêng với sim của Kim Tâm Cát, nhiều khi có tiền các anh chị cũng không mua được. Em đang có một danh sách rất dài những cái người khách hàng mà đang có nhu cầu thiết kế sim trợ học cho con, nhưng không có số để mua. Bây giờ có bất kỳ một cái số nào ra các thứ mức giá như thế nào thì cũng là người nào mua được là cái người đấy quý các anh chị nha. Và càng ngày cái kho số về phong thủy này nó càng giảm bớt, nên là người nào mua được sớm thì sẽ là một cái lợi thế rất lớn luôn. Đó, đó là lý do tại sao mà em cũng vừa mới tậu thêm một cái sim nữa, tí nữa em sẽ bóc tem cho anh chị xem em vừa mới nhận chiều nay. Được không ạ? Vậy thì khi mà đến cái phần này rồi thì có bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta cảm thấy rằng là số của mình xấu và mình có mong muốn là thay đổi ạ? Mình có mong muốn là mình gọi là kết thúc những cái chuỗi ngày đau khổ từ cái số điện thoại đấy. Có bao nhiêu các anh chị mong muốn cái điều đấy ạ? Chúng ta biết được là số của chúng ta xấu rồi đúng không ạ? Trên này các anh chị đều biết là số chúng ta xấu rất nhiều. Thì bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn là chúng ta sẽ có được cái sự thay đổi? À, có các anh chị ở đây có muốn đúng không ạ? Vâng. Vậy thì em sẽ cho các anh chị xem tiếp về những cái feedback. Em có nhiều lắm các anh chị. Đây đều là những cái sự phản hồi của khách hàng của bọn em. Đây.
Bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn đòi được nợ? Hôm qua có anh Thành Trương hay là Thanh Trương ở Đức bảo là bây giờ có cách nào để giữ được tiền và đòi được nợ hay không? Đây là cái chị, người chị của em ở trong Gia Lai. Anh chị có nhìn thấy không ạ? 270 triệu và 300 triệu vào quà mùng 8 tháng 3. Cái chị này thì thay đổi một cái SIM năng lượng cao vào ngày trước đấy mấy ngày, vào cuối tháng 2. Thế xong à vào đầu tháng 3 chứ. Cái hôm mùng 8 tháng 3 là chị đổi được 4 ngày. Xong rồi chị gọi cho em, chị bảo là Hiền ơi, tại sao cái SIM mới này năng lượng cao hơn mà chị dùng những tận 4 ngày mà chưa thấy cái gì. Xong em bảo là chị dùng 4 ngày mà chị cứ làm như chị dùng 4 tháng hay là 4 năm ấy, cũng phải cho nó thời gian để cho nó có thể gọi là linh ứng hay chuyển hóa chứ. Anh chị có đọc rõ không ạ? Thế thì chị vừa gọi cho em buổi sáng, đúng sáng mùng 8 tháng 3 thì đến buổi chiều tối mùng 8 tháng 3 chị nhận được tới 570 triệu. Đây. Chị bảo là đòi được nợ. Đòi được nợ mà đây là nợ khó đòi đấy anh chị. Nợ bao nhiêu năm rồi khó đòi. Không đòi được, thế là đổi SIM cái là đòi được nợ. Xong rồi có một cái chị của em ở bên Green Bay, cũng là một cái người chị mà chị đấy là mới có đặt tiền nha. Thiết kế SIM xong còn chưa về đến nơi mà có người trả 120 triệu trả nợ. Mà đến tất cả những cái người bạn bè hôm đấy là em với cả người chị của em sang nói chuyện thì những cái người bạn của chị đều rất bất ngờ và ngạc nhiên, bởi vì đều chứng kiến cái câu chuyện cái người kia vay nợ bao nhiêu năm nhưng không có trả các thứ, đến nỗi mà chị này chị xác định là khoản đấy cho rồi. Bởi vì chị bảo rằng thôi nó khó khăn các thứ thôi cho nó, bây giờ đầu mình cũng không không phải là ấy. Thôi thôi coi như là mình làm phước. Thế mà lúc đấy người ta lại xin số tài khoản để chuyển đúng 126 triệu trong cái sự ngỡ ngàng của rất nhiều những cái người bạn bè. Được chưa ạ? Đây, đây là thu nhập trợ lý của em. Ngoài cái việc đây, nhiều anh chị bảo là ở Việt Nam của mình có rất nhiều quan niệm về phong thủy đúng không ạ? 79 là thần tài lớn này, xong rồi cái gì mà 4994 thì xấu này, xong rồi 4953 thì kiêng kỵ này, ma che quỷ hờn này. Thì cái chị trợ lý của em dùng số đuôi 4994 các anh chị. Đó, cái lúc mà dùng số 4994 thì ai cũng bảo rằng là thần kinh, tóm lại là mọi người nói rất nhiều. Tại sao lại dùng cái số mà gọi là ma che quỷ hờn như thế? Người ta kiêng không được tự nhiên mình lại rước vào mình dùng. Nhưng mà anh chị không biết rằng là thiên y 4994 là thiên y và nó có cái khả năng hút tài lộc và nó có cái sự tương thích gọi là lớn nhất đối với cả người phương Đông của mình, đặc biệt là người Việt Nam. Nghĩa là 4994 nó có cái sự linh ứng, thậm chí nó còn nhanh hơn cả 6886 và 3113, thậm chí là cái mức độ năng lượng của nó không cao bằng nhưng mà nó tương thích rất là nhanh. Và cái năng lượng thân mệnh của chị này thì không có mạnh lắm nên là dùng tầm 4994 là ok rồi. Thế mà chị dùng số đấy thì chị đang làm kế toán các anh chị nha, với thu nhập khoảng hơn chục triệu một tháng. Thế mà khi mà cộng với cả dùng số đấy và kết hợp với cả một cái bí pháp nạp tài khí, cái bí pháp này nó cũng rất là đơn giản, nó chỉ là 586.000 mua một cái bộ thất bảo Minh Châu thôi. Mà đây là tháng, em không nhớ tháng mấy, tháng tầm tháng 3, tháng 4 gì đấy, chị đã kiếm được hơn 100 triệu rồi. Hơn 100 triệu nó gấp khoảng tầm hơn 10 lần. Nghĩa là một tháng đấy thu nhập sẽ bằng một năm mà chị đi làm ở ở công sở các anh chị. Đó, lúc nạp tài khí còn nghĩ cứ ghi vậy chứ có cơ sở nào mà đạt được. Đó, vậy mà bây giờ tính ra là tháng này được hơn 100 rồi. Đấy, các chị thấy có vi diệu không? Kết quả của 4994. Đấy, xong rồi bây giờ bao nhiêu anh chị muốn bán đất này? Hôm qua em chỉ nói bằng miệng thôi, hôm nay em sẽ sâu bằng chứng, không các anh chị lại bảo là không biết nói thế nhưng có đúng hay không. Đây là cái chị mà ở Thái Nguyên các anh chị. Đây cũng là một cái người mà cũng khá là lớn ở Thái Nguyên, cũng có máu mặt ở Thái Nguyên đấy ạ. Vợ của một cái người là quan chức ở Thái Nguyên. Thì chị này cũng có cái cơ duyên được biết đến Kim Tâm Cáp và thay đổi cái năng lượng số. Đó thì chị có một cái mảnh đất mà bán rất là lâu rồi không có bán được. Thế xong rồi đến khi mà thay đổi về cái SIM năng lượng này cũng một thời gian ngắn thôi các anh chị, thì chị bán được cái mảnh đất đấy và bán được 2,4 tỷ. Đúng cái hôm mà bọn em lên Thái Nguyên ở trên đấy chơi xong rồi mấy hôm sau là bán được. Xong rồi chị có nhắn tin này: mình xin chào cả nhà thân yêu này, một niềm vui được làm việc cùng tập thể anh em Kim Tâm Cáp, biết ơn tất cả gia đình mình nhiều nhiều này. Chị nhắn cái tin là người ta chuyển khoản cọc 340 triệu và chị bán được cái mảnh đấy là 2,4 tỷ các anh chị. Đó, cái việc mà bán đất thì bọn em có quá nhiều những cái câu chuyện về cái việc này rồi. Đây, các anh chị có cảm thấy hai người này là hai người gọi là giống nhau không ạ? Các anh chị có cảm thấy đây là một người không? Nhìn rất là khác đúng không các anh chị? Cái người anh này là làm về, nghĩa là có một cái doanh nghiệp làm về gỗ ấy, sản xuất nội thất, sản xuất gỗ, và anh ấy luôn sống ở trong cái môi trường mà kiểu bụi mịn các thứ nó nhiều nên anh bị hen suyễn mãn tính nhiều chục năm và người không thể nào béo nổi các anh chị. Nhìn bên trái có phải là phải già hơn bên phải bao nhiêu tuổi không ạ? Đó, anh ấy bị hen suyễn như vậy và phải dùng thuốc rất rất là nhiều luôn, và cơ thể nói chung là nó cũng rất là nhiều những cái căng thẳng, những cái mệt mỏi.
Và khi mà được luận giải về cái số số điện thoại thì ban đầu anh ấy cũng không có tin đâu, nhưng mà tóm lại sau đó thì anh ấy cũng nghĩ là thôi thì bây giờ mình cứ thử thay đổi xem là nó thế nào, chứ cũng không phải là đón nhận hoàn toàn ngay từ đầu. Thế nhưng mà khi mà anh ấy dùng cái số mới này được 70 mấy ngày, anh ấy có tính ngày luôn ấy, thì anh ấy cảm thấy rất bất ngờ khi mà sức khỏe của anh tốt hơn rất nhiều, và sau đó anh ấy không có phải dùng thuốc nữa và anh ấy lên được 10 cân các anh chị. Cái hình bên phải là cái hình mà chụp vào cách đây khoảng tầm độ hơn 1 tháng. Và lúc đấy thì anh ấy còn đòi gặp cái người mà gọi là đã tư vấn số bọn em làm online hết ý, chứ gần như chả gặp khách hàng ở bên ngoài bao giờ. Anh này thì ở bên Hưng Yên. Đó, anh ấy bảo là muốn lên gặp cái người tư vấn số, xong rồi muốn gặp ban lãnh đạo của công ty Kim Tâm Cát để hỏi xem là nguồn gốc của cái này như thế nào, mà làm sao đổi có mỗi một cái số mà nó lại gọi là thay đổi kinh khủng như vậy. Anh ấy đã không phải dùng thuốc nữa. Anh ấy đã tăng được 10 cân mà cái điều đấy là mấy chục năm rồi không có làm được. Và xong rồi anh ấy bảo rằng là tự nhiên anh cảm thấy là tinh thần mọi thứ nó khoan khoái. Ngày trước anh rất đau đầu vì cái doanh nghiệp của mình, nhưng mà anh bây giờ anh cảm thấy rằng là mọi thứ anh buông bỏ được nhiều hơn. Và anh ấy bảo rằng là đổi sim một cái là tính tình của anh cũng thay đổi này, cái phong cách sống của anh cũng thay đổi. Sau rất nhiều năm thì bây giờ anh ấy dậy sớm, anh ấy tập thể dục vào buổi sáng, xong rồi anh ấy bắt đầu là cơ cấu tổ chức lại cho cái doanh nghiệp của mình, và nó được hiệu quả nó cao hơn rất nhiều. Đấy, em còn có cả video anh ấy gọi điện để có thể chia sẻ cái điều đấy, nếu anh chị nào cần thì em có thể cung cấp video được không ạ? Đây, đây là người mà đã bán được gọi là rất nhiều lô đất trong vòng 6 tháng rồi. Đốt trầm này, niệm chú dược sư và khấn nguyện chí thành được 1 tuần mà tin vui là khách đã cọc đất rồi này. Ôi vi diệu này, khấn mấy năm nay bán không nổi gặp bót băng được là được việc quá này, tuyệt vời này. Đấy, đây là người mà bán được rất nhiều lô đất trong 6 tháng từ cuối năm ngoái cho đến năm nay các anh chị. Đây. Có tiền rồi này, có hai cái khoản tiền sau 3 tháng chờ đợi thì chị này vừa mới đổi sim được đâu đó 1 tuần thì có hai cái khoản đấy nó về. Nhiều lắm anh chị, bọn em được trả nợ này, nợ khó đòi. Nợ rất lâu năm rồi. Chiều chiều kích phát sim thì tối được nhắn tin trả nợ. Nhiều lắm các anh chị. Đây này. Đúng là tâm linh không giải thích được, chiều qua 2 giờ khai sim thì 3 giờ với 5 giờ về thì được hai khoản nợ mà trước giờ đòi mãi, tự dưng giờ mới nghĩ ra có khi nào do khai sim đổi vận nên không, nên là nhắn cho mình. Đó. Nhiều lắm. Đây, khách dùng số tài khoản và mật khẩu lấy được nợ 100 triệu này. Khách chốt bất động sản công nghiệp này. Cái chị này là đại gia bị ngã ngựa đấy, bay mất gần 300 tỷ. Sau đó khi mà đổi sim thì gần như lúc đấy là chị giống như là chỉ còn cái phao cứu sinh cuối cùng, nên là bảo gì chị cũng nghe các anh chị. Lúc đấy thậm chí là còn không có tiền, chỉ có tức là đi vay mượn được đâu có mấy triệu để đổi cái sim thôi. Nhưng mà sau đó một thời gian ngắn thì chị đã bán được một cái lô bất động sản công nghiệp tới tận mấy chục tỷ bị đọng kẹt ở trong Sài Gòn. Đó, sim kích cưới vi diệu thật, ngày nào còn đòi chia tay mà bây giờ ra Tết là cưới này. Cái này là trước Tết các anh chị. Đây, hiếm muộn, bọn em có rất nhiều kết quả của những cái gia đình mà hiếm muộn lâu năm, thậm chí có hôm trước có gia đình là hiếm muộn 7 năm, chạy chữa rất nhiều nơi, rất nhiều phương pháp rồi, nhưng mà đến khi mà thay đổi về năng lượng số thì lại có thai tự nhiên, và gia đình đấy báo tin vui là có thai được đâu hơn 4 tuần rồi. Đây, bán à, có ai bán bất động sản ở trong này không ạ? Khách này đúng hôm em nhắn chị mua sim thì tối qua chốt, nay sim về thì hoàn tất cọc. Nhiều lắm các anh chị, bọn em có đây khai sim xong bán được đất này. Bọn em có rất nhiều những cái kết quả như vậy các anh chị. Đây, bán mấy lô đất cứ bị hụt hoài, chị mong sim về để thay đổi đúng y luôn ngày khai sim chị, và làm tài khoản mới theo số điện thoại thì ngày nào cũng chốt được đất. Lại toàn chốt những cái lô mà bị hụt từ ngày trước ấy, thì bây giờ khách lại tự quay lại tìm chị mua mới hay. Đó. Đây, còn có anh chị nào mà có vợ chồng lục đục ở trong gia đạo không ạ? Thay số 2 tháng mà như mới yêu này, giờ em đi đâu là thích bám theo, biết ơn chị yêu đã chọn sim cho hai vợ chồng em. Mọi thứ cứ tự nhiên tốt lên cả về tiền bạc và tình cảm. Nhiều lắm, bọn em có rất nhiều những cái kết quả như thế này thì không thể có thời gian mà chia sẻ hết được anh chị. Bao nhiêu trong số các anh chị ở đây chúng ta cũng mong muốn là mình sẽ có cái kết quả như vậy ạ. Đây, chị Hồng Minh ở đây chia sẻ đúng không ạ? Chị Hồng Minh, chị dùng được vài ngày là bán được một lô đất này, đã để 4 năm muốn bán mà mãi không bán được, biết ơn Kim Tâm Cát này. Chị thay số điện thoại được có 2 ngày là có người gọi điện hỏi mua, và những lần trước cứ gần bán được là lại không thành. Chị Hồng bảo là rất muốn đòi được nợ và lấy được sổ đỏ của nhà. Cô Toán bảo là muốn thay đổi số điện thoại cho cả chồng và con. Thì bây giờ rất nhiều anh chị mong muốn là sẽ thay đổi được cái phong thủy về năng lượng số cho mình và những người thân đúng không ạ? Đây,
Vậy thì sẽ có hai phương pháp các anh chị nhỉ. Chúng ta sẽ có, nó lại bị, chúng ta sẽ có hai cái lựa chọn. Các anh chị có thể chọn một trong hai cái lựa chọn như sau. Cái lựa chọn thứ nhất ấy là những anh chị nào có số xấu, chúng ta mong muốn đổi số, thì chúng ta sẽ dùng cái lựa chọn số 1 được không ạ? Số xấu quá thì chỉ có dùng cách đổi số thôi. Hôm trước có một cái chị bạn em chị hỏi là có cách nào chị vẫn muốn muốn là giữ cái số này, bởi vì số này nó đã gắn với chị mấy chục năm rồi. Có cách nào để hóa giải không? Thì em bảo chả có cách nào cả. Nếu mà số xấu chỉ có cách duy nhất là đổi số thôi, chứ chả có cái cách nào hóa giải được hết. Nên là một là đổi số, hai nữa là chị lại sống tiếp tục một cái cuộc đời như vậy. Được không ạ? Thì với cái lựa chọn đổi số này, thứ nhất là các anh chị sẽ gửi thông tin cho em hoặc là cho cái người bạn mà đã mời các anh chị tham gia vào Zoom những cái thông tin ví dụ như là ngày tháng năm sinh của các anh chị này, số căn cước công dân này, nghề nghiệp này, tình trạng hôn nhân này. Đó, mong muốn của anh chị là gì, nhu cầu là gì. Bọn em sẽ thiết kế dựa trên cả công việc và cái nhu cầu của anh chị. Nó sẽ có một cái bảng nhu cầu, họ sẽ gửi em hoặc là cái người mời các anh chị vào Zoom sẽ gửi cho các anh chị cái bảng nhu cầu mẫu để chúng ta có thể gọi là tham khảo, để chúng ta chọn nhu cầu của mình. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ chọn nhà mạng. Các anh chị muốn dùng Viettel hay muốn dùng Vina hay muốn dùng Mobi hoặc là chúng ta mạng gì cũng được, miễn là năng lượng tốt là sẽ được, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ lựa chọn cái nhà mạng. Và cái tiếp theo nữa là chúng ta sẽ chọn lựa chọn khoảng giá. Khoảng giá thì ở đây sẽ có các cái khoản cơ bản như thế này các anh chị. Đương nhiên là sim phong thủy cải vận tốt, trợ mệnh tốt thì nó không có giá rẻ đâu các anh chị, nó không có giá gọi là một vài trăm hay là một vài triệu cũng không có đâu. Đó, vài triệu thì cũng có nhưng mà số nó rất là hiếm luôn và không phải tiên thiên ai cũng khớp được. Nên là cái khoảng giá cơ bản nhất của cái sim của Kim Tâm Cát ấy là nó có giá từ 3 đến 5 triệu là khoảng cơ bản nhất. Cao hơn thì nó có thể là có giá từ 5 đến đến 10 triệu hoặc cao hơn nữa là 10 20 triệu hoặc là cao hơn nữa đều có các anh chị. Vậy thì cái khoảng giá ở đây nó sẽ tương ứng với cái mức độ năng lượng của cái số đấy. Giá càng cao thì năng lượng của cái số đấy nó sẽ càng cao. Và ở đây em muốn nhấn mạnh với các anh chị một cái điều như thế này. Nhiều khi các anh chị chỉ nhìn vào cái giá và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta chỉ có gọi là tính toán về cái, tức là chúng ta chỉ có cân nhắc về cái giá mà chúng ta phải trả. Tự nhiên phải bỏ ra đến mấy triệu để mua một cái sim. Nhưng mà các anh chị hoàn toàn, nhiều người chỉ tính được mỗi cái phần đấy thôi. Nhưng mà chúng ta lại không cân nhắc về cái giá chúng ta phải trả nếu như mà chúng ta không thay đổi. Đúng ạ? Các anh chị đã dùng cái sim cũ đấy bao nhiêu năm rồi? Và các anh chị đã sống một cuộc đời như thế nào? Đúng ạ? Hiện tại cái tình trạng hiện tại và những năm vừa rồi có phải là cái cuộc đời mà các anh chị mong muốn hay không? Chúng ta đã bị hao tám bao nhiêu tiền? Đúng không ạ? Chúng ta dùng bao nhiêu tiền để có thể đổi lại được cái hạnh phúc gia đình của mình? Chúng ta dùng bao nhiêu tiền để có thể mua được cái sức khỏe của mình? Nếu như chúng ta đã có những cái vấn đề về sức khỏe hay người thân của chúng ta cũng vậy, chúng ta cần phải nhìn rộng ra nó như thế, chứ chúng ta đừng có nhìn chăm chăm vào cái việc là tôi phải bỏ ra 3 triệu, 5 triệu hay 7 triệu. Giống như là cái nhà mà bán được rất nhiều lô đất thì các anh chị, thì họ mua cái sim đấy, sau đó họ bán được rất nhiều lô đất và nhà đấy còn được báo mộng về cái việc trúng đề các anh chị ạ. Sau đó thì rất nhiều nguồn tiền nó hanh thông, nó thuận lợi nó về. Xong rồi em trêu là bây giờ em bán cho anh cái sim đấy mà 50 triệu anh có mua không? Người ta bảo là nếu như người ta biết kết quả như thế thì 50 triệu thậm chí là nhiều tiền hơn người ta vẫn mua. Đúng không ạ? Thì phải có cái sự thay đổi như vậy thì người ta mới nhìn thấy gọi là những cái kết quả. Và vừa xong thì em cũng đã cho các anh chị xem rất rất nhiều những kết quả. Bọn em có cả hàng nghìn những cái kết quả như vậy các anh chị. Thời gian không có nhiều để bọn em có thể show hết được. Nhưng mà có bất kỳ vấn đề gì từ thăng quan tiến chức, từ việc là mua bán đất cát hay là từ việc gọi là gia đạo hay là từ việc sức khỏe hay là kể cả về công danh sự nghiệp, bọn em đều có những kết quả của những người mà đã trải nghiệm. Và hoàn toàn các anh chị ở đây không phải là những người đầu tiên dùng cái này. Anh chị không phải là chuột bạch, bản thân cá nhân của em Hiền ý cũng không phải là em làm cái công việc này vì cái nọ vì cái kia, mà bản thân em đầu tiên đến với công ty Kim Tâm Cát chỉ là một người khách hàng bình thường. Em cũng giống như các anh chị trong buổi Zoom tối ngày hôm nay, là em đã được tham gia một cái buổi Zoom và em biết về cái số điện thoại của mình như thế nào, và ngay lập tức em quyết định là em thay đổi để em biết là em muốn là cuộc đời mình có sẽ bước sang một cái trang mới. Và khi mà em thay đổi, em dùng cái số mới, em cảm thấy rằng là nó hanh thông, nó thuận lợi rất nhiều, các nguồn tiền nó bị tắc nghẽn nó về rất nhiều, năng lượng của mình rất là cao và mọi thứ quý nhân đến rất nhiều, gần như là những cái gì mình cần thì trong một cái thời gian cực kỳ ngắn đều có quý nhân xuất hiện. Nên là em cảm thấy cực kỳ tâm đắc với cái này, sau đó em mới học, sau đó em mới nghiên cứu, mới học gọi là chuyên sâu nhất về cái này và em lan tỏa chia sẻ về cái cơ hội này.
chứ không phải là em đến với cái này là vì cái cơ hội kinh doanh hay là vì cái gì đâu các anh chị. Bản thân em là một người dùng số có kết quả và em mong muốn lan tỏa được những cái điều đấy với các anh chị, nên là em muốn rằng ở đây các anh chị sẽ có cái góc nhìn đúng về cái việc là thay đổi số. Nếu như trước đây các anh chị gọi là mình không biết về năng lượng cái gì, mình dùng số nào cũng được, mình có thể ra ngoài mua một cái số bất kỳ, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà các anh chị đã biết đến năng lượng thì chúng ta nên nên cân nhắc và chúng ta nên nghĩ về cái việc là đây đây nó là một cái khoản đầu tư. Và bản thân em ý, nếu như mà mình đầu tư vào trí tuệ về cái việc mà thay đổi tất cả những cái thứ mà nó tốt cho cuộc đời của mình, thì mình đừng, nhiều khi mình đừng có cân nhắc tính toán quá nhiều về cái giá tiền. Bởi vì chúng ta không biết được rằng là nếu như chúng ta không thay đổi cái điều như vậy thì chúng ta còn mất rất nhiều những cái thứ khác. Các anh chị thử nghĩ mà xem, nếu như bình thường chúng ta mua những cái thứ ở trong gia đình, chúng ta mua cái bàn, cái ghế, cái tivi hay là cái điện thoại các anh chị đang dùng, chúng ta cũng phải muốn là mua cái loại tốt nhất, đúng không ạ? Ai nhiều người là cứ iPhone đời mới ra là phải đổi đã. Đó, đấy nó chỉ là những cái vật ngoài thân, những cái phương tiện để giúp chúng ta có cái cuộc sống tốt hơn thôi, chứ nó không phải liên quan đến gọi là quá là vận mệnh. Có nhiều người người ta dùng điện thoại có 2-3 triệu người ta vẫn dùng được, người ta vẫn liên lạc, vẫn lên mạng, vẫn lướt web bình thường, đúng không ạ? Đâu phải phải dùng là những cái số lớn, nhưng mà chúng ta mua những cái đồ vật đấy thậm chí là nó có khi có tuổi thọ có chỉ vài 3 năm, thậm chí là có 4-5 năm, nhưng mà chúng ta vẫn đầu tư những cái mức lớn như vậy. Thế tại sao với chính cái sinh mệnh của mình, cái vận trình cuộc đời của mình và cả tất cả cái sự cải vận của mình mà mình bỏ ra 1-3 triệu mà mình lại phải gọi là cân đo đong đếm, mình phải tính toán, đúng không ạ? Nên là em muốn là các anh chị sẽ phải hiểu thấu đáo khi mà chúng ta thiết kế một cái sim phong thủy trợ vận ý, nó là một cái khoản đầu tư cho chính bản thân gia đình của mình, cho chính bản thân mình, và cuộc đời của mình nó sẽ bước sang một cái trang mới và chúng ta sẵn sàng trả bao nhiêu tiền để chúng ta có được cái sự hạnh phúc ở trong gia đạo của mình, đúng không ạ? Giống như cái người chị của em mấy chục năm trời không bao giờ được nghe một cái lời nào gọi là nhẹ nhàng từ chồng, chứ chưa cần nghe nói đến cái lời ngọt ngào đâu, nhẹ nhàng còn không có, suốt ngày bị chửi mắng các thứ mà phải cam chịu. Nhưng mà bây giờ trong những cái tháng gọi là những cái tháng 1-2 tháng, không phải 1-2 tháng đâu, 1-2 tuần gần đây, chị bảo là chưa bao giờ chị hạnh phúc như thế hiện ạ. Chưa bao giờ mà chị được nghe một cái lời gọi là ngọt ngào từ chồng, mà bây giờ anh ấy đã biết nói lời cảm ơn chị, bây giờ đi làm anh ấy đã biết chào chị, xong rồi đã biết thơm vào má chị. Chưa bao giờ chị cảm thấy hạnh phúc như vậy. Thì các anh chị nghĩ rằng ý, là bao nhiêu tiền để có thể đánh đổi lấy những cái khoảnh khắc hạnh phúc như vậy, đúng không ạ? Và cuộc đời của con người rất là vô thường, nên là nhiều khi chúng ta cứ tính toán, cứ cân nhắc quá kỹ mà chúng ta không hề nghĩ về cái việc là cái giá của chúng ta không thay đổi. Nên là ở đây ý, những cái sim mà cơ bản nhất nó sẽ có khoảng giá là từ 3 đến 5 triệu. Còn anh chị nào có điều kiện hơn thì có thể đổi những cái mức sim cao hơn để có năng lượng cao hơn các anh chị nha. Thì với cái lựa chọn một này, các anh chị mong muốn thiết kế số thì anh chị sẽ gửi thông tin cho em hoặc cho cái người mời các anh chị vào Zoom. Sau đó các anh chị có thể chuyển trước, mình phát nguyện là mình thay đổi về phong thủy năng lượng số, các anh chị có thể chuyển trước một cái khoản ví dụ như là 491.000, 493.000 hoặc là 993.000 để chúng ta đặt về cái việc thiết kế. Còn em sẽ không bao giờ thiết kế cho một cái người nào mà không có phát nguyện để thay đổi. Và ở đây ý, có những người mà từ khi người ta phát nguyện, tức là có một cái câu nói em rất là tâm đắc, đó là khi mà bạn ra quyết định thì vận mệnh của bạn được hình thành. Khi mà các anh chị ra quyết định là các anh chị thay đổi năng lượng số là cả vũ trụ đã lắng nghe cái lời gọi là đề nghị, cái lời phát nguyện đấy của các anh chị, chứ không cần phải đến lúc các anh chị mang sim về dùng một thời gian sau mới linh ứng đâu. Mà bọn em có rất nhiều những cái câu chuyện là từ khi phát nguyện ra người ta chuyển cái khoản này người ta đã có cái sự may mắn linh ứng rồi, chứ không cần phải đợi đến khi sim về, được không ạ? Thì các anh chị sẽ đặt trước một cái khoản như vậy, sau gửi đó gửi thông tin cho chúng em. Và quà tặng của cái lựa chọn này, thứ nhất là các anh chị sẽ được luận giải chi tiết về số điện thoại cũ của các anh chị, là cái điều đầu tiên này. Cái thứ hai nữa là sẽ tính cho các anh chị vận trình cuộc đời qua căn cước công dân. Và cái tính vận trình cuộc đời này các anh chị sẽ thấy nó rất là thú vị. Nhiều người bảo rằng là sao nó giống như cái lá số tử vi của chị thế, nhiều người bảo là sao giống những cái chặng ở bên thần du học của chị thế. Thì thực ra là có rất nhiều công cụ để có thể tính về tương lai, nhưng mà hầu như các công cụ đấy nó đều liên quan đến nhau các anh chị. Đó, cái tiếp theo nữa là em sẽ tặng cho các anh chị một cái khóa học gọi là khóa khai vận đỏ, là một cái khóa để các anh chị có thể khai mở cái vận may cho cuộc đời của mình từ bây giờ trở về sau. Và bản thân em cũng đã ứng dụng cái khóa khai vận đỏ đấy để có thể thay đổi cái năng lượng, cái gọi là cái vận trình của mình, và rất nhiều người đã thay đổi được cái vận của họ từ khi mà người ta học cái khóa khai vận đỏ này, được không ạ? Và tiếp theo em muốn học, muốn tặng cho các anh chị một cái khóa học nữa, đó là cái khóa tu tập chuyển vận. Cái khóa tu tập này là cái khóa mà giúp cho các anh chị có thể nâng cao năng lượng cơ thể của mình. Giống như là đầu cái khóa học này thì em đã nói rằng là có ba cái nguồn năng lượng nó tác động vào một người, trong đó có năng lượng nhà, có năng lượng của cơ thể và có năng lượng số. Bọn em không bao giờ nói rằng các anh chị chỉ cần đổi một cái số thôi là cuộc đời các anh chị sẽ lên tiền, không bao giờ có chuyện đấy. Mình kết hợp nhiều cái
mình vừa thay đổi năng lượng nhà, mình vừa thay đổi gọi là năng lượng cơ thể của mình, nó vẫn là cái chính các anh chị nha, nó là cái nội lực. Thì khi mà tần số của anh chị cao hơn thì cái việc thu hút tiền tài may mắn quý nhân nó sẽ nhiều hơn, thì đấy là những cái mà em sẽ tặng cho các anh chị. Thì anh chị nếu mà lựa chọn một, các anh chị có thể chuyển khoản cho em hoặc là cho cái người mà đã mời các anh chị vào Zoom 493.000 hoặc là 993.000 đó. Số tài khoản của em là 3676768687 ở ngân hàng VPBank là Trần Túy Hiền, được không ạ? Anh chị sau đó thì sẽ chụp bill gửi cho em hoặc gửi cho cái người bạn của mình về cái bill đấy và bảo rằng là anh chị muốn thay đổi số và gửi thông tin. Đấy là với lựa chọn một các anh chị nha. Cái lựa chọn số 2 nó sẽ tốt hơn lựa chọn số 1 đó. Lựa chọn số 2 là chúng ta có thể học để trở thành một cái chuyên gia về năng lượng số, có thể lan tỏa cái này cho rất nhiều người giống như cái công việc mà hiện tại em Hiền đang làm, được không ạ? Thì lựa chọn 2 là điều kiện đầu tiên là các anh chị sẽ cần mở một cái tài khoản link số thượng lưu. Trên cái tài khoản link số thượng lưu đấy là cái tài khoản mà anh chị có thể mở ra cái kho sim phong thủy của công ty Kim Tâm Cát. Các anh chị sẽ có thể xem được rất nhiều các cái danh mục, ví dụ như sim cầu tài này, sim cầu danh này, sim cầu con này, sim trợ sức khỏe, sim trợ sắc đẹp, sim trợ gọi là người già, sim trợ học các thứ. Sẽ có rất nhiều cả một cái kho số phong thủy đã được các lão sư lựa chọn và lọc ra ở trên đấy, thì chúng ta sẽ cần phải có một cái tài khoản link số thượng lưu với cái mức tối thiểu là 5 triệu. Và cái quyền lợi ở đây là cái gì? Cái thứ nhất ý, quyền lợi thứ nhất là cái số tiền đấy các anh chị sẽ được dùng để thiết kế chính cái sim phong thủy cải vận của các anh chị, nằm trong cái khoảng giá là từ 5 triệu 8 quay trở lại, được không ạ? Đó, 5 triệu 8 quay trở lại thì chúng ta sẽ được thiết kế trong cái khoảng đấy, có nghĩa là mình sẽ được chiết khấu là 17%. Cái tiếp nữa là có bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn là sẽ được học cái khóa học này chuyên sâu ạ? Cái khóa mà ngày hôm nay em dạy cho các anh chị 2 buổi nó chỉ là khóa khai thị thôi, để anh chị nhận biết về mặt các cái từ trường. Còn lại bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn là sẽ trở thành một cái người chuyên gia giống như em Hiền, thậm chí là có thể giỏi hơn em Hiền? Anh chị có thể comment tôi được không ạ? Chị Hồng Minh bảo là chị chưa được tặng à? Tại sao chị lại... Em có rất nhiều những cái người học viên mà sau khi học xong thậm chí là người ta luận giải rất đỉnh cao luôn các anh chị. Vậy thì với cái lựa chọn 2 này này, cái tài khoản 5 triệu là không phải các anh chị dùng để mua cái khóa học đấy đâu. Bên công ty Kim Tâm Cát sẽ không có bán cái khóa học này để thu tiền. Mặc dù có những cái đối tác bên ngoài người ta sẵn sàng trả giá rất nhiều tiền để vào học, nhưng mà bên này thì sẽ không bán. Đó, cái khóa học đấy chỉ được dành cho các đối tác, các gọi là các đối tác trở thành cái người đối tác mở tài khoản link số thượng lưu của bên công ty Kim Tâm Cát thôi. Và các anh chị sẽ được tặng cái khóa học miễn phí, đó chính là cái khóa học chuyên sâu về bộ môn Bát Cực Linh Số. Học xong khóa đấy là các anh chị có thể luận giải một cách rất chi tiết từ tính cách, điểm mạnh, điểm yếu, tài vận sự nghiệp, hôn nhân gia đạo, sức khỏe của một người như thế nào. Các anh chị học xong khóa đấy, kể cả các anh chị có làm công việc này hay không làm công việc này, thì em một cái lời khuyên chân thành của em là các anh chị nên học. Bởi vì bất kể các anh chị nào đó, chúng ta cũng đang làm một cái công việc, đúng không ạ? Mà ai cũng sẽ cần phải giao tiếp với con người, bất kể là công việc gì, công việc nào mà ít nhất thì cũng giao tiếp với một vài ba người, làm sao chúng ta sống mà không có mối quan hệ được, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cần rất nhiều công cụ để có thể đọc vị những cái người xung quanh của mình, để đọc vị chính bản thân mình. Và em cái thời điểm khi mà em biết đến cái này thì em thấy rằng là không có cái công cụ nào mà nó dễ như là nhìn qua số điện thoại, đúng không ạ? Chỉ cần nhìn số điện thoại của họ là biết họ là người như thế nào, tính cách của họ ra làm sao, điểm mạnh điểm yếu như thế nào, người ta kiếm được tiền hay không kiếm được tiền, họ là người gọi là đáng tin cậy, tốt tâm tốt tính, hay là người ta có cái dã tâm ở đằng sau là mình đều biết hết. Người càng làm ăn lớn, càng có nhiều đối tác, càng nên học bộ môn này các anh chị. Khi mà học các anh chị sẽ thấy rằng là mình cái trình độ nhìn người của mình nó sẽ lên một cái đẳng cấp mới, một cái tầm cao mới luôn các anh chị. Người ta sẽ không thể nói dối mình được. Giống như các anh chị, nếu như mà các anh chị bình thường ấy mà các anh chị không học cái này, anh chị nhìn người ngũ quỷ không bao giờ anh chị đoán được đâu. Không bao giờ biết được là người ta đang nghĩ gì, không bao giờ đoán được người ta như thế nào, bởi vì ngũ quỷ rất khó đoán. Tâm cơ người ta bên sau gần như là khó, họ đọc vị người khác thì được, còn lâu các anh chị mới đọc vị được họ. Nhưng mà khi mà học cái này các anh chị sẽ đọc vị được họ đến nỗi mà người ta có thể gọi là tâm phục khẩu phục, bởi vì bọn em đã luận giải cho rất nhiều người dùng ngũ quỷ mà người ta là chủ doanh nghiệp lớn, người ta là người quyền cao chức trọng. Cái lúc mà đến để nghe luận số ấy, các anh chị nhìn thấy em có trẻ không? Đúng không ạ? Nhìn gọi là rất non tơ đúng không ạ? Xong rồi ngồi luận số cho đường đường là chủ doanh nghiệp, đường đường là gọi là quan chức các thứ. Thế xong rồi người ta lúc đầu cái tâm thái của người ta rất là gọi là cực kỳ trịch thượng các anh chị. Nhiều khi còn khoanh tay xong rồi ngồi các thứ xong rồi bảo rằng là em cứ nói đi, em cứ nói đi. Xong rồi hỏi luận đến đâu, hỏi có đúng không, người ta không trả lời gì hết. Em cứ nói đi, anh đang nghe.
Đúng không? Lúc đấy anh chị nghĩ như thế nào? Nhưng mà từ cái việc mà có kiến thức rất sâu của cái này, mình hoàn toàn có thể nói để cho người ta có thể gọi là tâm phục khẩu phục, và sau đấy người ta phải cực kỳ tôn trọng mình luôn, người ta phải nhờ mình luôn để có thể thiết kế ra những cái bộ số tốt, mà trong khi người ta đang dùng tam hoa tứ quý các anh chị nha, người ta đang dùng những cái bộ số mà bán đi nó phải là cả nhiều tỷ đồng ấy, cả cái bộ số, có người dùng bốn số tứ quý, một số ngũ quý, bán đi cả bao nhiêu tỷ luôn, mà cuộc đời gọi là lúc trên đỉnh cao sự nghiệp rất cao nhưng mà lúc xuống đáy cũng rất là xuống. Đó, vậy thì cái bộ môn này nó có giá trị vô cùng lớn. Bất kể các anh chị có làm hay không làm, chúng ta vẫn nên học các anh chị ạ. Đó. Và ở trong cái khóa học này, chuyên sâu này, các anh chị cũng sẽ biết cái cách để có thể thiết kế được cái số tài khoản ngân hàng, kích phát tiền và tụ tiền tài. Các anh chị sẽ thấy là số tài khoản ngân hàng của em nó rất là khác, nó không hề giống như những cái số tài khoản thông thường ở bên ngoài, đúng không ạ? Đây là một số mà vừa kích phát về tiền tài, vừa kích phát về quý nhân, và vừa kích phát về cái khả năng gọi là tâm linh của em lên, và nó có khả năng tụ tài nữa, được không ạ? Và với cái lựa chọn số 2 này, các anh chị sẽ được học tập tất cả các cái khóa học cộng đồng, bao gồm là khóa khai vận đỏ này, tu tập chuyển vận này, hay là tu luyện năng lượng cơ thể để thu hút tiền bạc mạnh mẽ này, hay là học cả những cái liên quan đến gọi là bát trạch phong thủy, nói chung là nhiều thứ lắm, nhiều thứ liên quan đến tâm linh huyền học, nhiều khóa học, thậm chí là có thể học về bói bài tây các thứ nữa. Thì từng tháng sẽ có những cái nội dung học, và sẽ bọn em sẽ thông báo lịch của cả một tháng đó. Và ngoài ra các anh chị có thể được học thêm cái cách xây dựng thương hiệu cá nhân trên các cái nền tảng mạng ở ở trên mạng xã hội, được không ạ? Vậy thì khi mà cái phần này các anh chị có cảm thấy hấp dẫn không ạ? Anh chị cảm thấy là nếu như mà chúng ta bỏ ra 5 triệu để chúng ta có thể học được một cái bộ môn này, mà cái bộ môn này hoàn toàn miễn phí các anh chị nha, không phải chúng ta bỏ ra 5 triệu để đi học đâu. Em là người chi rất nhiều tiền cho việc học, và em đã từng chi ra những cái số tiền lớn để có thể học những cái khóa mà tèn tèn nhất các anh chị. Học 2 ngày 3 ngày của bọn em cũng phải đến 8-10 triệu là thấp nhất cho một cái khóa học như vậy. Nên là em cực kỳ hiểu và trân trọng cái giá trị của cái việc mà học tập. Nên là em thấy rằng là cái lựa chọn này nó quá là hời với cả các anh chị luôn. Chúng ta gần như không có cái rủi ro gì ở đây cả, đúng không? Chả có cái rủi ro gì cả. Mà cuộc đời của bất kỳ người nào khi mà chạm đến bộ môn này, mở lòng ra để đón nhận, mở lòng ra để thiết kế số, thì em thấy rằng là cuộc đời của họ đều bước sang một cái trang mới, đều bước sang một trang mới rất là tươi đẹp các anh chị. Mỗi một ngày như vậy bọn em nhận được không biết bao nhiêu là những cái lời cảm ơn gửi lên trên các nhóm làm việc về cái việc là gia đình người ta thay đổi như thế nào, được không ạ? Chị Mơ Hoàng, vâng, cảm ơn chị. Đây, vậy thì em nhìn thấy có ai nhỉ, ai chuyển khoản cho em? Chị Hằng đúng không ạ? Chị Hằng. Rồi ạ, bây giờ thì cũng đã khá là muộn rồi đúng không các anh chị? Em chỉ có hai lựa chọn này thôi. Các anh chị có thể chụp lại cái phần này nhé. Sau đó thì có cái điều gì mà còn băn khoăn thắc mắc ấy, các anh chị chưa có hiểu rõ, thì các anh chị có thể là liên hệ với em qua số Zalo của em là 0934933513, hoặc là chúng ta có thể hỏi lại những cái người mà đã mời các anh chị vào cái Zoom này để chúng ta gọi là làm rõ những cái băn khoăn, những cái thắc mắc của mình, được không ạ? Và hai cái lựa chọn này nó chỉ có cái phần quà tặng là trong vòng buổi tối ngày hôm nay các anh chị nha. Từ bây giờ cho đến hết 24 giờ tối ngày hôm nay, thì các anh chị nếu như mà chúng ta chuyển khoản, tức là với cái lựa chọn 2 này các anh chị có thể chuyển khoản 5 triệu đồng luôn, hoặc là nếu như các anh chị chưa có đủ 5 triệu trong tài khoản thì có thể chuyển khoản trước 2 triệu hoặc là 3 triệu để chúng ta gọi là đặt cọc giữ chỗ, và ngày mai chúng ta có thể hoàn thiện hết, được không ạ? Đó, các anh chị có còn câu hỏi gì không ạ? Có ai có cái điều gì chưa hiểu và chúng ta còn băn khoăn thắc mắc gì không ạ? Vâng, à, các anh chị có thể chụp lại cái màn hình này, xong rồi em sẽ tắt cái màn hình này đi. Đây, em sẽ khoe cho các anh chị. Đây, còn lại một số người trong Zoom. Lúc mà các anh chị mua cái sim thì sẽ được nhận một cái sim rất là đẹp như thế này các anh chị. Em vừa mới nhận cái sim này, đây là một cái sim mới em vừa mới tậu thêm. Nói chung là từ ngày xưa là em không có thích dùng nhiều số đâu các anh chị ạ. Từ khi mà bước sang công ty Kim Tâm Card này là em lại có sở thích sưu tầm sim. Chị Hằng bảo là cô trẻ và xinh quá. Em ngại quá, em không còn trẻ nữa đâu các anh chị. Đây, các anh chị sẽ nhận được, tức là bất kỳ người nào nhận được cái hộp này đều đều phải wow lên, bởi vì cái hộp này được thiết kế rất là xinh các anh chị, cực kỳ xinh tao nhã. À, chị Hồng bảo là chị đã đổi sim cho cả nhà chị 5 người. Ở trong này thì sẽ có, nó không được rõ lắm đúng không ạ? Đây. Ở đây nó sẽ có cái lời cảm ơn này, lời cảm ơn có chữ ký của tổng giám đốc của công ty Kim Tâm Cát, và mình sẽ nhận được một cái hộp sim ở phía trong như thế này. Rất đẹp đúng không ạ? Các anh chị có nhìn thấy không ạ? Link số thượng lưu. Rất là đẹp, và ở bên trong này sẽ có cái sim này. Em để cái màn hình nền nên là sẽ không nhìn thấy. Đây, sẽ có cái hướng dẫn dùng sim đây. Đây, link số thượng lưu này. Đẹp lắm các anh chị, được thiết kế rất là đẹp. Đây là cái sim mới của em đây các anh chị.
cái sim em sim mới của em là sim Viettel 0868 269 133. Đấy, em dùng riêng lên 91 đấy các anh chị ạ. Đây là số mới của em. Khai sim vào ngày mùng 7 tháng 6, sau này sẽ có ngày giờ khai sim các chị này. Các chuyên gia đã viết ở sau này em cái sim mới này sẽ khai vào ngày mùng 7 tháng 6 từ 9 giờ đến 13 giờ hoặc là ngày mùng 8 tháng 6 từ 9 đến 13 giờ, sẽ được lựa chọn ngày giờ khai sim cho từng người một để làm sao mà mình dùng nó sẽ linh ứng, nó sẽ tốt nhất. Đó. Có rất là đẹp, xong rồi còn có cả cái để chọc sim để tháo sim ra nữa. Đây, một cái bộ đầy đủ nó sẽ là như thế này và sẽ được chuyển về tận tay tới các anh chị nha. Lúc mà các anh chị thanh toán xong thì cái sim đó sẽ được làm quy trình thanh tẩy năng lượng này, trì trú năng lượng này, xong rồi sẽ được chọn ngày giờ khai sim. Sau đó thì khoảng tầm 7 đến 10 ngày thì sẽ được gửi về tận nơi, tận địa chỉ nhà anh chị, được không ạ? Nó rất là xịn sò, rất là đẹp và dùng vào thì sẽ có rất nhiều những cái kết quả tuyệt vời. Và vâng, chị Hồng bảo là tuyệt vời lắm, cả nhà cứ cho mình một cơ hội nhé, chúc may mắn. Bọn em đã chứng kiến rất nhiều những cái câu chuyện thay đổi rồi, nên là các anh chị không phải là người đầu tiên đâu, nên là em cũng hy vọng rằng là trong hai cái buổi học này thì em cũng đã truyền tải gọi là hết tâm huyết của mình về những cái kiến thức, những cái sự hiểu biết của em về bộ môn này, cũng như là những cái kết quả thực tế mà bản thân em cũng như là những người trong đội ngũ của em đã giúp cho các anh chị. Và ngoài ra các anh chị nên tìm hiểu thêm về công ty Kim Tâm Cát, bởi vì là vâng, chị xin lại số điện thoại và chuyển khoản đúng không ạ? Bởi vì là ở bên công ty Kim Tâm Cát thì có rất nhiều những sản phẩm khác nữa. Nếu như có điều kiện thì có thể có thêm một số những buổi khác em sẽ chia sẻ các anh chị nha. Bọn em có thêm những cái sản phẩm khác để có thể trợ rất tốt cho cái việc mà dùng năng lượng số này. Bởi vì khi mà bọn em hiểu cái này ý, thì chúng em sẽ thay đổi tất cả những cái yếu tố về năng lượng số xung quanh mình. Chứ nó không chỉ là cái gọi là số điện thoại đâu các anh chị. Chúng em có một cái sản phẩm nữa gọi là mật cách kỳ linh, chính là cái mật khẩu phong thủy. Đó, cái đó thì là cái mà có thể bán rộng rãi trên toàn cầu, bất kỳ các anh chị ở đâu, quốc gia nào cũng có thể dùng được. Nếu như ở nước ngoài thì có thể gửi online. Còn lại với linh số ấy, ngày xưa là bọn em chỉ có tư vấn thiết kế số thế ở nước ngoài thôi, nhưng mà sắp tới sẽ có một cái sản phẩm sẽ tư vấn số để thiết kế số riêng cho từng quốc gia một. Mà thậm chí ở nước ngoài mua còn dễ hơn ở Việt Nam các anh chị, nên là các anh chị ở Đức, ở Nga, ở bất kỳ châu lục nào vẫn hoàn toàn có thể được các chuyên gia tư vấn để có thể lựa chọn một cái số nó hợp với cả thân mệnh của các anh chị. Đây là một sản phẩm mới và hiện tại thì sắp ra đời nhưng mà chưa biết chính xác là ngày nào tháng nào sẽ ra đời, nhưng mà cũng sắp rồi. Tối ngày hôm nay thì cũng đã ở bên công ty cũng đã họp để sắp tới sẽ có cái sản phẩm đấy, thì bao giờ có thông tin mới nhất thì em sẽ cập nhật cho cái người bạn của các anh chị, thì các anh chị sẽ hỏi họ các anh chị nha. Đó, bọn em dùng rất nhiều công cụ và cái quá trình gọi là nó cải vận nó được tích hợp rất nhiều những cái nguồn lực nó trợ và nó thực sự nó rất là tốt luôn, được không ạ? Và ngày hôm nay thì em cũng sẽ xin phép các anh chị là em sẽ kết thúc cái buổi Zoom ở đây và cũng xin gửi lời cảm ơn cũng như là biết ơn toàn thể các anh chị chúng ta đã có mặt cho tới thời điểm này để có thể đón nhận những cái kiến thức từ phía của em Thúy Hiền. Và em cũng hy vọng là sẽ được gặp lại các anh chị trong những cái chương trình tiếp theo và cũng có một cái lời mời hợp tác, các anh chị sẽ đồng hành cùng với em bởi vì cái sứ mệnh này em cảm thấy nó rất là cao cả các anh chị. Khi mà bản thân mình thay đổi tốt lên, mình giúp được nhiều người tốt hơn thì em rất là mong muốn rằng là sẽ làm sao mà chúng ta mỗi người không thể làm được rất nhiều việc đúng không ạ? Nhưng mà nhiều người cùng chung sức lại thì nó sẽ có một cái gọi là kết bè tạo phúc. Chúng ta sẽ làm được rất rất là nhiều việc và chúng ta sẽ cùng nhau để làm sao mà có thể là gọi là giúp cho mỗi một cái gia đình Việt Nam tốt hơn thì đất nước của chúng ta cũng sẽ là tốt hơn rất nhiều đúng không ạ? À, Vũ Tuấn hỏi là web mở tài khoản là web nào thì lát nữa chị sẽ nhắn cho em qua Zalo nhé. Ở bên này là dùng app rồi chứ không 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 dùng web nữa. Đã có app để hoạt động rồi, tất cả mọi thứ đều ở trên trên app. Chị Hằng Bùi bảo là muốn mời cô Hiền về Vĩnh Phúc ạ. Các anh chị cứ set up lịch đi ạ. Nói chung là đông đông một chút thì em cũng sẽ có thể về sắp xếp hỗ trợ các anh chị được. Đó, nhưng mà đương nhiên là sẽ đi theo cái kiểu gọi là hiệu quả, em sẽ ưu tiên cho cái sự hiệu quả, chứ nếu mà về một gặp một hai người thì nó cũng sẽ mất công mất sức đúng không ạ? Ngay kể cả ở Hà Nội đây các anh chị muốn gặp thì thực ra công việc này bọn em rất là bận, các anh chị nhìn thấy thế thôi, chứ một ngày bọn em xử lý không biết bao nhiêu là việc và không biết bao nhiêu là người khách hàng, nên là bọn em sẽ ưu tiên cái việc mà xử lý online để cho nó được cái hiệu suất cao nhất các anh chị ạ. Chứ còn cái việc gặp gỡ thì cũng sẽ có những cái buổi như vậy nhưng mà nó không phải là quá nhiều và hoàn toàn có thể làm online được. Khoảng 80 bạn à? Vâng, 80 người thì em sẵn sàng em về chị ạ. Số số Zalo của em là 0934 933513. Mọi người có thể chụp lại ạ. 933513. Rồi ạ, các anh chị có thể inbox cho em qua Zalo nếu anh chị còn vấn đề gì thắc mắc các anh chị nhá. Bây giờ thì em sẽ xin phép và sẽ kết thúc cái phòng Zoom ở đây. Và một lần nữa thì xin
chúc anh chị ngủ ngon và chúc cho các anh chị sắp tới sẽ có được những cái sự thay đổi, những cái sự cải vận kỳ diệu và sẽ sớm thông báo những cái tin vui đấy cho chúng em. Chúng em rất là biết ơn về cái điều đấy, được không ạ? Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị ở trong những khóa học tiếp theo ạ. Em xin phép kết thúc vòng Zoom ạ.